Mừng à. Dạ. Trước khi đàn trai tới nhà mình, ba muốn hỏi con là con suy nghĩ chín chắn chưa? Trời ơi, chuyện vợ chồng mà không chín chắn sao được ba? Vậy ha. Giờ nói tôi nghe nè, con với Nhộn ra sao rồi, nói nghe coi. Vẫn bình thường thôi, chứ đâu có gì lạ đâu ba. Ủa, mà sao bữa nay ba hỏi con gì kỳ vậy? Thì cái ý của ba là hỏi để ba quyết định lần chót con là thằng Nhộn có thiệt lòng thiệt dạ thương nhau hay không. Chúng con yêu nhau thật lòng mà ba. Nếu mà ba không tin, con cũng không biết nói sao cho ba tin nữa à. À ha. Vậy chứ cái hồi ban đầu hai đứa bay quen nhau ở đâu ạ? Tình cờ hay là có ai may mối không? Dạ. Cặp bè cặp bạn rồi quen biết với nhau hay là nè nè, đầu tiên nó gặp con nó nói câu gì á? Trời ơi. Hả? Ba ơi là ba. Vậy? Cái chuyện nó xa lơ xa lắc rồi. Bây giờ ba còn hỏi làm sao con nhớ cho nổi? Thì ta hỏi cho biết chứ. Không lẽ mày với nó quen nhau lúc đầu ra dấu như câm hả? Phải nói chứ. Ít nhất là con phải còn nhớ nó nói thí dụ như là: em ơi, em đi đâu đó. Hay là: mưa chiều thấm đất sình bụng chơ, em đi dương sình em chợt té lăn quay. Hãy vô đây để anh lo dùng cho, em ở nơi đâu anh đưa em về ngay. Nói vậy hả? Anh đâu có nói vậy đâu ba. Ai mà nói kỳ cục vậy? Vậy hả? Ba biết không? Sao? Anh ca không hả? À, ca hay cực kỳ nghe ba. Nó biết ca hả? Dạ. Ê, cái này tao chịu. Nhưng mà không lẽ tự nhiên gặp mặt con cái nó ca? Không lẽ nó khùng hả? Trời đất ơi, anh ca hay lắm á. Ừ. Để con nói ba nghe. Ừ. Anh ca cái câu này nè mà làm cho lòng con say đắm luôn à. Trời ơi, dữ dội vậy hả? Dạ, ba nghe nè. Rồi, nghe nè. Yêu nhau, cởi áo ra cho nhau, về nhà vui rằng cha với mẹ hay à, rằng ai à quá cầu, rằng ai à quá cầu, tình 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 gió bay, tình 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 gió bay. Cái này ném gì nó muốn trấn lột cho tỏ tình gì kỳ cục vậy? Đâu có. Ừ. Đâu có trấn lột gì đâu ba. Ừ, sao? Tại vì ba không hiểu. Ừ. Cái câu ca đó đó nó có cái ý là nói thương nhau bằng tất cả tấm lòng. thôi được rồi. Thôi tạm tin con đi ha. Còn cái điều thứ hai nè, con phải nói thiệt rồi nha. Nó có tên trong danh sách tứ đổ tường hay không ạ? Là sao hả ba? Tứ đổ tường là bốn món ăn chơi đó con. Món thứ nhất là cờ bạc. Nó có hay chơi cờ bạc không? Tài xỉu, bầu cua, chặt hẻo, đá gà này vậy có không? Không à. Hả? Cái vụ đó là không à. Ừ. Dứt khoát là ảnh ghét dữ lắm. À. Ảnh mà thấy là ảnh chạy thục mạng luôn á ba. Vậy tốt. Còn món thứ hai nè, rượu chè. Nó có nhậu nhiều không vậy? Ảnh ăn cơm rượu ảnh còn xỉn nữa. Ở đó mà kiền nhậu gì ba. Vậy, tốt nữa. Vậy còn món thứ ba, hút sách có không? Không. Ừ. Con bảo đảm với ba luôn á. Ừ. Là anh không bao giờ anh biết hút thuốc. Ừ. Cà phê con không uống mà ba. Trời ơi, tốt dữ vậy hả? Em món thứ tư. Tới đây tự nhiên tao nhận nè. Tao nghi chắc nó dính món này quá. Chạy trời chắc không khỏi nắng đâu con ơi. Mà món thứ tư là món gì hả ba? Trai gai đó. Có không? Nó có máu dê không? Có máu dê. Ừ. Dạ không. Hả? Không có luôn nữa ba. Trời ơi, anh rất là lịch sự. Ừ. Anh lúc nào cũng tôn trọng phụ nữ và luôn luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, và nhất là con đó ba. Rồi, vậy là nó siêu hơn ba rồi. Siêu hơn ba? Ừ. Mà siêu ở chỗ nào hả ba? Nghĩa là vách tường thứ tư ba không tài nào vượt qua khỏi hết. Ba chỉ sa ngã về món thứ tư thôi. Đó là trai gái. Hả? Trời ơi. Cái gì? Ê, sa ngã. Trai gái. Nói tới cái vụ đó là tôi nổi máu xung thiên lên liền. Bà. Đồ già dê. Đồ già dính dẫn. Đồ già không có nên đến. Đau đau. Đau bà ơi. Đau. Ôi da đau bà ơi. Đau. Biết tao sao còn mê cái vụ đó hoài, không chịu bỏ vậy. Mày... nhắc tới là tôi ưa ra. Thôi mà bình tĩnh đi bà. Người yêu dấu, người yêu dấu. Tôi chỉ hỏi ví dụ vậy thôi. Làm gì bà ngắt nhéo tôi dữ vậy? Dạ dạ, con xin chào hai bác. À, dạ dạ, con chào hai bác. Ủa, hai vợ chồng con qua đây có chuyện gì vậy ha?
Nè, sao bà hỏi không nói mà hai vợ chồng bay nhìn nhau cười như khùng vậy? Gì cười hả? Gì vậy con? Nói đi. Anh nói nghe. Để em nói luôn cho. Ủa sao kỳ vậy? Anh chậm quá. Dạ thưa hai bác, chắc có lẽ hai bác và tất cả mọi người và mọi nơi ai cũng đều biết mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa xuân là mùa tình tự băn khoăn. Mùa xuân đã gợi đến trong tim ta một niềm cảm xúc dạt dào, ví như một dòng nước mát cho kẻ lạc loài trên sa mạc. Như ngọn gió miên man len len thổi nhẹ qua làm tóc rối. Như Thôi nín đi, tôi mệt bà quá à. Nè, nói hồi ông bà xỉu bây giờ. Để anh nói. Dạ, con xin lỗi hai bác và xin thay mặt cho vợ con có nhìn nhận khuyết điểm vừa rồi. Và có lẽ vợ con nó bị nhiễm chương trình đại nhạc hội vừa qua phát trên TV đó hai bác, cho nên nó nói lung tung làm hai bác ngỡ ngàng. Bây giờ tới phần con. Dạ con á. Mày nín đi. Tao không nể mày con anh Tư, tao dậm vô mặt mày. Dài dòng quá đi. Nói tóm tắt ra gọn là dễ hiểu đi. Nói đi. Dạ. Chuyện gì vậy con? Dạ cái chuyện đó là vậy. Bây giờ con ca con mới kể cái chuyện này được. Kính thưa thưa kính về chuyện mùa xuân vui thiệt vui. Nói ra mừng vui không tiếc vui mừng vui. Mừng vui đón xuân trở về. Vui mừng thiệt quá vui mà mừng xuân đón xuân trở về. Mà vui thiệt mừng quá vui. Vui 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 vui. Thôi đi anh ơi. Vui không? Anh ca cái gì vậy? Vui là vui làm sao? Kính nói đại đi. Cái gì mà mừng vui rồi vui mừng gia nhất hả? Trời ơi, bởi vậy á. Bây giờ nè, để con giải thích cho hai bác với em mừng về cái chuyện này nha. Nó vui dữ lắm. Cái chuyện này con nói ra là phải vui. Thôi, quan trọng mà. Ôi trời ơi, vui hoài. Có gì mà nói đại ra đi trời ơi. Mày nói gì tao không hiểu gì hết trơn rồi. Bây giờ vui nè. Tụi nó nói chưa chắc nó hiểu, làm sao bà hiểu. Mày nín đi. Tao dằn dữ lắm rồi nha. Hồi nãy giờ tao quê dữ lắm mà tao không nói nha. Ê, cái tên của tao để mày kêu ra mày nói giỡn chơi hả? Dạ đâu có. Vui hả? Trời đó, nó thiệt á, mày vợ tao chưa chắc dám kêu tên tao nghe. Kêu bằng mình không nghe. Vui cái gì mày nói đâu nghe coi, vui cái gì? Dạ thì cái chuyện vui nó là vậy nè. Đây, cái này. Cái gì vậy? Cái thơ hả? Đó, thơ chứ đâu có. Ủa mà đâu. Thơ ai vậy con? Thì dạ, thơ của ba con ở nước ngoài gửi gì à? Dạ. Trời ơi. Trời ơi, tôi lỗi ông ơi bà ơi. Anh Tư phải không? Đó, ổng đó, ổng đó. Ba, để con dở ra xem đó ba. Nè. Đâu đưa ta coi. Tụi bay cứ dành qua giật lại hoài. Nè con, đọc coi anh nói gì ở trong đó vậy con. Đọc nhanh đi con. Đọc đi. Bao ngày đã xa quên, đôi lời nhớ thương chút lành. Nhớ bạn, nhớ con, nhớ làng quê, gửi mấy câu tình thân. Cái gì? Mê cài gai mê... Con có đọc lộn không? Chắc là bác Tư bỏ dấu lộn đó má. Hả? Bỏ dấu lộn ở chỗ nào đâu? Thay vì bỏ dấu sắc, ảnh lại đánh cái dấu quyền chứ gì. Trời ai trai sách trai. Ủa? Hả? Trời ơi, trai mà là cái gì? Trai gai. Trời ơi, ông sao mắc cười quá. Tôi mê mấy cái trái đó lắm à. Tội nghiệp á, ảnh xa mình 6-7 năm mà còn nhớ cái món khoái khẩu của mình. Thôi ông nín đi. Đừng có làm bộ. Cha, ông làm như là tôi ngu, tôi không biết gì phải không? Đúng rồi đó má. Ý của bác Tư nói là ba mê trai gái lắm đó má. Hồi nãy nè, ba ông thú nhận trước mặt con á. Vậy sao? Đây nè. Không phải vậy đâu, bác và em mừng hãy bình tĩnh lại đi. Ý của ba con á, không có nói vậy đâu. Ý của ba con nói là lúc xưa bác ba đây thường đi chài cá chung với ba con. Mà mỗi khi cái chài nó dính vô chà gai á là bác ba lặn hụp gỡ muốn đứt hơi à. Cho nên ba con khuyên với bác ba là đừng có mê đi chài nữa mà khổ thân bác ba. Không có vợ mày tao hung mày đó. Mày giải nghĩa chính xác luôn. Đúng vậy đó má con mừng. Vậy mà tôi lại hiểu lầm. Dạ chưa tôi đâu nghe. Ba con còn nói hả? Ba con sẽ tranh thủ về cho kịp để dự cái đám hỏi của chị mừng nữa đó ba. Đúng dạ, vậy hả? Vậy hả?
Tư sắp về. Con có hình của ba con gửi về không con? Dạ không, ông điện về ông nói chỉ có thơ thôi, còn hình mùa mưa ông chụp không có đẹp. Sợ có mặt mắt mưa xấu không? Để tao tưởng tượng cái lúc gặp nhau à, tao với ảnh nào phải ôm nhau cho thỏa lòng xa cách bấy lâu. Tri âm tri kỷ nay có ngày gặp lại. Bởi vậy thôi đừng có bởi vậy vậy trơn á. Biết đâu anh Tư anh về đây á, thấy cái bộ mặt của ông lúc này á là anh né, anh không dám đứng gần chứ ở đó mà ôm nhau tri âm tri kỷ cái mất xì. Bộ mặt tôi làm sao? Bộ mặt tôi tàn lắm sao bà nói kỳ vậy? Nhưng mà tôi biết tánh của anh Tư rất rành, bà đừng có nghĩ vậy, bị vậy nghĩ bậy rồi. Dạ đúng đó hai bác, theo con nghĩ á, cái chuyến này mà ba con về đó nghe, trong lòng không chắc thổn thức. Trời ơi, lúc đó tưởng tượng mà mỗi khi đó nghe. Quê hương tôi bến nước chơi cầu tre, thám ruộng cành tung bay đàn cò trắng, trong xa xa bao mái lá thân quen, ai ngần ngà câu hát ru còn. Đêm trăng anh soi sáng khắp làng tôi, gió từ xa đưa mùi lúa che. Ôi quê hương thương quá những tâm tình, xa bao năm tình bóng không quay nhỏ. Ủa, bữa nay nhà có khách sao vui quá vậy chị ba? Ủa, thím Sáu mới qua à? Dạ, thím Sáu mới qua. Thím Sáu ơi, xong rồi hả thím Sáu? Dạ đâu, đưa con thử coi. Thử đi con. Ha, thím Sáu mày cũng mau quá ha. Cảm ơn thím nghe. Trời ơi, trời đẹp quá. Thôi chị Mừng, lựa giải đâu mà đẹp dữ vậy hả? Đâu ướm thử lên mình em coi. Đâu quay qua coi, quay lại coi. Trời ơi, đẹp quá. Được không chị? Được. Trời ơi, đẹp. Anh vậy trời, con mắt ông ngó đâu vậy trời? Dòm áo thấy đẹp không? Trời ơi, thêm sao mà ai mà không đẹp sao được? Dòm áo dòm chứ này chứ dòm đâu tuốt ở trên trời vậy? Vừa ghê ha anh em. Đẹp quá nó nghe nè. Ơi mai mốt mai cho em đi đặt thêm sao mai cho em cái y chang về mặt coi chơi anh đi nữa. Em tính làm đám cưới nữa hả? Mày không có biết cái gì á, mày phải mai cho vợ mày một cái áo để nó mặc đón ba tụi bay về, đúng vậy không? Cái gì anh ba nói là sao hả? Anh Tư về nước hả? Sắp về rồi. Không biết ảnh có thay đổi gì hôn nữa không biết đó. Không có đâu. Tánh anh Tư rất là mẫu mực. Đi sống ở nước ngoài nhưng mà tôi tin nó từ tâm hồn thì tính cách của ảnh đó nha. Dễ gì bị la chăng. Ảnh là đại diện cho người dân quê cần cù bộc mạc, làm lũ mà hạnh phúc. Ảnh không có thay đổi. Tôi nói vậy mà có đúng không anh ba chị ba và các cháu? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Vậy tôi đề nghị tất cả gia đình chúng ta đi đón anh Tư đó. Có được bạc lô lăng này không? Mà phải là khăn đóng áo dài. Đàn bà con gái thì phải mặc áo bà ba, áo dài the rồi mang guốc rồi nữa cho nó đẹp, thấy không? Còn con á sẽ mướn chiếc xe 12 chỗ ngồi, có máy lạnh đi, rước ổng. Đồ ngu, ở bển là ta xứ lạnh, về đây mày nhốt ổng trong cái xe máy lạnh là bị ổng chửi á, biết chưa? Vậy chứ bây giờ đón ổng bằng xe gì? Xe ngựa. Cái gì? Xe ngựa. Đồng ý không? Đồng ý. Ủa sao tự nhiên ngừng lại hả? Tới rồi. Chưa, còn xa lắm. Chạy đi chú. Xe tôi mà chạy vô trỏng á, kẻ như bị giam xe luôn á. Ủa gì vậy? Không có đâu, xe ngựa bất quá bị phạt tiền thôi, ai giam. Xe ngựa đâu có giấy tờ, đâu có bản số đâu. Gì sợ, chạy tiếp đi, có chuyện gì tôi lo. Ai nói với anh xe này không có giấy tờ đó. Nè, tôi cho anh biết nha, xe này có số sườn số máy đàng hoàng nha. Đừng có giỡn à. Giỡn giỡn cái gì? Số sườn nằm đâu? Chỉ coi chỗ nào. Không biết hả? Đây nè, ở dưới mấy cái móng sắt của nó đó. Không tin hả? Dở chân nó lên coi. Dám dở không? Thôi đi. Ở đó mà cứ cãi lý hoài à. Bây giờ con đề nghị nè, mình đi bộ một chút xíu nữa là tới rồi. Dạ đúng rồi, xuống xe đi bộ luôn cho nó vui. Đi em đi. Đi trễ giờ rồi đó. Ảnh ra mà không thấy ai tới là anh giận đó. Đi mau đi. Nè chú em ở đây chờ tụi tôi đi về luôn thể nghe không? Đúng không? Được mà, đi tôi chờ mà. Vậy ha, vậy bây giờ tất cả xuống
đi bộ. Rồi đi bộ đây chắc ăn. Rồi. Mấy người yêu quá, có một con ngựa nó chở cả lũ xuống đi có một chút xíu mà làm gì để kiếm chỗ ngồi. Cường Cường ơi, dạ chuyện gì má Qua? Bây giờ mày thử tưởng tượng, dạ, khi ba mày là anh Tư về đây đầu tiên xuống máy bay, ảnh ăn mặc như thế nào mày đoán thử coi. Theo con thì ổng sẽ mặc áo dài khăn đóng, phải không? Còn theo bà tưởng tượng coi sao? Chắc ảnh sẽ mặc đồ như như là Châu Nhuận Phát vậy. Giống như thần bài Hồng Kông đó, đúng không? Không có đâu, làm gì có chuyện đó. Sao? Thôi thôi con biết rồi, theo con thì bác Tư sẽ mặc đồ bốn túi. Không, theo con ba con sẽ mặc đồ vét tông. Theo tôi thì ảnh sẽ mặc đồ đồ bà ba trắng đi quốc dân. Đúng rồi, cũng có thể như lời chị Sáu nói đó. Để xem nha, tất cả chú ý nha. Ê, có tiếng máy bay. Máy bay đáp xuống nghe, máy bay đáp xuống nghe. Thấy không? Tiếng xe mà bác ba. Máy bay. Có khách ra kìa. Nhìn cho kỹ nghe mấy con. Dạ. Kiếm cái miếng giấy mình viết tên ổng rồi đưa giống người ta đi chứ ông không thấy mình đâu á. Đông quá mà. Hay là chưa phải chuyến bay của ảnh, chuẩn đi chuyến gì? Thôi đợi chút nữa coi, sao mà rần quá. Ơi ba má ơi, anh Cường chị Nhái ơi. Ơi có hai người này ở nước nào? Đâu mặc cái gì mà dị hộn quá trời quá đất hả? Nhìn kìa, nhìn kìa. Trời ơi ăn mặc gì ghê vậy trời, cái này chắc là khùng cao cấp, khùng cao cấp quá ghê. Mà sao không thấy hình bóng của ổng gì hết trơn vậy trời? À, ba! Ba má! Đâu, đâu, đâu? Ba má! Má! Hả? Từ đây sao? Ba! Nó chứ ai? Quên! 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 Cái gì vậy? Con ơi! Nhái con! Sao vậy? Anh ba! Chị ba! Trời ơi! Con tiên xỉu hết vậy? Trời ơi, cái này không phải, không phải, không phải ổ chuột mà này ổ ổ voi nè. Ê. Đã không? Gần tới rồi phải không anh ba? À, gần tới rồi. Kỳ này cho anh đi ngựa. Anh đi ngựa anh thấy làm sao? Theo tôi thấy thì thật là vui, thật là tuyệt vời. Mà đều có hơi thở nhiều. Vậy chị nói cho anh Tư nghe nè. Nói sao đây hả? Về miền quê, miền sông nước bông vừa ngà nghiêng, bay cái trắng tung tăng dưới đồng, đi tìm con hát chào nhà mình. Đẹp làm sao cây đa cũ con đỏ thở xưa, dưới đêm đêm sớm chiều ngược xuôi. Từ mấy bãi đá biết bao quê hương của tôi, thương 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 biết bao quê hương của tôi. Quá trời ơi, ba đen quá gì ba. Tao tính tao bỏ lợi á. Nếu đem hết còn 10 qua ly. Trời ơi, đúng vậy đó hả? À đó, như vậy là tôi vui rồi đó. Của ít lòng nhiều nghe bà con. Anh Tư ơi, anh Tư ơi, anh tặng cho tôi cái này là cái gì vậy anh Tư? Anh nhắc tôi mới nhớ, tôi quên dặn anh. Dạ. Cái thứ này mình mới nhìn vô đó không? Dạ. Mình tưởng nó là cái máy sấy tóc, đúng không? Dạ, dạ. Máy sấy tóc hả ba? Cho con đi. Lầm chết đó con. Không phải đâu.
đây thật ra không phải là cái máy sấy tóc, mà nó chính là cái máy cạo lông râu. Ê, còn cái này anh, cái này. Còn cái, còn đây mình nhìn tưởng là cái máy cạo râu. Dạ. Nhưng thật ra nó là cái máy sấy tóc. Rồi bây giờ cái thời buổi này tận tiến lắm. Người ta chế tạo cái đồ ngộ quá ha. Kéo gần ổng ở trên rồi. Dồn ngộ quá. Còn nữa. Còn cái này tôi tặng cho chị đó. Trời ơi, cái này tôi bằng. Bằng cái áo không, không có cái quần. Tôi bằng cái này trong suốt cùng mê tôi giữ nữa. Cảm ơn anh. Trời ơi, chị biết không, ta kêu mini jeep á. Mua đen, mua đen dữ lắm. Dạ. Còn nhái nè, nhái. Dạ. À, con quay sẵn cái đồ đạc như là quần áo, xà bông, dầu thơm. Biếu cho mỗi người món để làm quà Tết cho con. Dạ. Nhớ chia cho anh nữa nghe. Chưa gì mà sợ mất phần ra. Còn con Út đâu rồi cả? Dạ con đây nè bác tư. Nghe thấy có đồ đạc thì dạ con lẹ quá. Con có gì không? Bà có sẵn cho nó một bộ đồ mặc. Nhỏ này nhớ có áo mà có quần luôn nha. Nhưng mà cái bộ đồ này phải lựa cái màu cho nó tươi mát chút coi. Đàn bà con gái gì tối ngày cứ mặc quần đen bà ba hoài, dòng nó ngán lắm. Đây nè con. Dạ. Lấy bộ đồ này nè. Dạ. Đồ này hàng xịn đó nghe con. Dạ. Đẹp lắm đó. Về nhà mặc thử coi vừa không. Nếu không vừa đem lại đây bắt đổi cho bộ khác. Dạ dạ cô xin cảm ơn hai bác. À thôi vợ chồng tôi về nghe. Chiều mát mát anh chị nhớ ghé qua nhà vợ chồng tôi chơi chút nghe không. Anh Tư chị Tư. Chiều vợ chồng tôi qua mà. Dạ. À ông ơi. Hả? Phụ với tôi một tay ôm đồ đạc về coi. Đây đây đây, phụ đây, phụ đây. Thôi tôi về nghe Tư chị Tư. Bà về nha, về nha. Bánh giỏi. Dạ, về khỏe nha. Còn con Út. Dạ. Mẹ chịu bộ này không? Nè lại coi nè. Trời ơi, sát lắm. Đẹp lắm đó, màu đen đó. Dạ dạ. Để con về mặc nhà đi không à? Dạ dạ. Để con về nhà con mặc thử. Dì ơi đẹp quá à. Cảm ơn bác Tư nghe. Ủa anh Ba Đía. Anh đi đâu đây? Thôi con về nghe bác. Ba Đía là thằng nào? Ba Đía là con của ông Ba Xạo đó ba. Ê, đến nay có chuyện gì đây? Sao nhà nó đang vui qua đây mặt buồn quá vậy? Dạ. Đón xuân tôi đi lễ, xin cái lộc đầu năm. Sao mà xui quá nè, thắp nhang xin thần cầu cho tôi được bình an. Xuân này chắc gặp tình duyên. Nín đi. Thằng này xạo thiệt á. Dạ. Mới khóc thảm thiết rồi tự nhiên cười lên như thằng điên vậy hả? Bởi vậy nó đâu có hổ danh là Ba Đía mà. Ba ơi ba đừng có nghe lời cha này nghe. Chả xạo lắm á. Cả xóm mình không có ai mà không ghét hết á. Trời ơi, mà ai mời anh tới đây vậy hả? Dạ thưa bác Tư, thưa anh Cưỡng, thưa chị Nhái, thưa bác gái, thưa tất cả. Dạ thưa. Rồi. Thốt đi. Nãy giờ thưa hoài mà không có thốt. Dạ. Từ đó mà thưa. Dạ. Hôm nay nhân dịp xuân đã về và cũng là một dịp để chúng ta gặp gỡ, con xin chúc hai bác từ miền đất lạ đã quay trở về quê tận hưởng một mùa xuân tràn trề hạnh phúc, dồi dào sung túc, nhà có gạo cứ xúc, tiền bạc vô lúc nhúc, vàng giàu đôi chút, con cháu lúc nhúc, tình thân như thủ túc, hoa mai hoa cúc nở một lúc, lòng ta cảm xúc bật ra câu chúc trăm năm hạnh phúc tràn đầy như gia súc. Rồi trời ơi đến đây anh chú cái kiểu này anh nói gia đình này là gia súc hả? Trời ơi, vậy là mày nói tao trâu bò gà vịt hả? Đâu có, em đâu có nói đàn gia súc. Chứ mày nói gì? Dạ anh mới nói rõ ràng còn chối hả? Trời ơi, chị nghe lầm rồi. Em chúc như vậy nè, trăm năm hạnh phúc và coi bác Tư như là đàn sư thúc, là chú là cha của em đó. Gọi bằng sư thúc ha. Dạ. Chứ không phải gia súc. Dạ. Cũng được. Chắc mày ghiền coi phim Hồng Kông lắm phải không? Dạ. Cũng như hai bác nè, con nhìn thoáng qua một cái là con biết hai bác nó từng đi du lịch rất nhiều, và nhất là đi du lịch Hồng Kông phải không? Nè, ăn bào ngư nè ha, di cá nè, uống canh nhiều, cho nên hai bác người nào người đấy nhìn giống y hệt như là người Hồng Kông nha, giống như là mày xạo mày. Đến đi tao ốm nhôm ốm nhách hả mày? Nè anh vừa thôi nghe anh đi á,
nghe, đĩa quá người ta nói mình xạo nghe. Còn em nữa, đi làm công chuyện đi, nó đang hồi bị nhiễm tật nói bậy bây giờ, đi đi. À hèn chi, tôi công nhận thằng này nó giống ba nó quá. Đấy, thì ba nó hồi còn sống nhờ xạo đó, cho nên mới có nó trên đời đó, còn hỏi gì nữa. Bà nhắc tôi mới nhớ. Cái hôm đó đó, tôi và ba xạo đi coi hát cung đình. Trên đường về nhà, tôi nhớ là... Ê ba xạo, gì? Bữa nay cô đò hát cũng có những cái lớp dạ trai hay quá sao mẹ. Tao ước gì được đóng chung làm người yêu của cô ta, như cái thằng kép chánh trong đoàn á, thì đã biết mấy. Thế vậy trời. Thôi đi anh ơi, anh thấy tụi nó ôm nhau nắm tay nhau chứ có sướng hết gì đâu. Không dám đâu. Mày làm được vậy không mày nói. Trời, bây giờ tôi với anh cá nha, thắng bại phân minh rõ ràng, chịu không? Cá hả? Mà cá bằng cách nào? Tôi sẽ nắm tay cổ nè, và sau đó cổ sẽ ôm tôi, rồi tôi sẽ ôm cổ mà không có chuyện gì xảy ra đó. Anh dám cá với tôi không? Nếu làm được cái chuyện đó, tao thấy tận mắt, tao sẽ thua mày một chầu nhậu. Còn mày thua tao phải y như vậy, đúng không? Dĩ nhiên. Nhớ giữ lời nghe, mình hẹn đêm mai gặp tại hậu trường nghe. Nhớ nghe mày. Rồi. Dạ, dạ thưa chị. Dạ, chào chị. Em là khán giả đã mến mộ chị quá chừng luôn vậy đó. Em xin phép chị, em xin chữ ký được không chị? Dạ viết nè chị. Dạ, em cảm ơn chị. Ê, trời ơi, bàn tay của chị đẹp quá à, trời ơi. Bàn tay này, bàn tay búp măng nè. Trời ơi, nghĩ em tuổi lắm. Bàn tay của em giống như mấy củ khoai mì vậy đó. Còn thằng chồng khốn nạn của em nè, nó một ngày nó quậy dữ lắm chị ơi. Nó thay 3-4 bộ đồ em giặt muốn gãy tay luôn vậy. Mà nó còn tính bỏ em nữa đó chị. Ê, mày ăn nói gì kỳ vậy mày? Ai là chồng của mày, thằng cà chớp? Nó bậy quá. Chị vậy thấy nó vũ phu với em ghê không? Nó sở khanh ghê không? Em nói gì không đúng hả? Trời ơi, nó nhìn em nữa kìa. Mà chừng có đánh em chị ơi. Chị ơi, chị ôm em đi chị. Chị ôm em đi. Đó, dạ, chị ôm em đi. Và từ đó ba mày mới có cảm tình với cổ. Ông bầu thấy nó có khiếu quá cho nên mới gả gái cho ba mày. Rồi ba mày không biết làm sao, tháng rưỡi có mày. Mày biết chưa? Ủa trời ơi, cái thành tích con dễ sợ vậy hả? Vậy là con của nghệ sĩ hả? Ba mày là Văn Trung á. Hồi đó hát hề hả? Phải không bác? Gia đình mày mày còn hỏi nó lãng nhách. Dạ. Còn đây, đây là hai ổ bánh mì với cái gói này là muối tiêu chanh. Dạ. Dạ thưa hai bác, con biết mà, con rành lắm. Hai bác á, ăn như vậy quen rồi, nghe không? Việt Kiều về mà, hai bác ăn cơm không được, nghe không? Ăn nước mắm con không quen. Vì thế đó, con phải lo cho hai bác đầy đủ, ăn bánh mì chấm với muối tiêu. Hai bác yên tâm, đừng có ái ngại vậy. Cứ tự nhiên, xem con như là con cháu trong nhà được rồi. Vậy làm vậy con có vui phải không? Là con làm tròn bổn phận của con vui lắm. Cho nên con xin... Hả không ra. Chị gì bác? Hả ra đi, rồi sẽ biết liền à. Dạ con hả đây. Hả ra. Nè nè, cho mày nói. Cho nó nguyên cây luôn đi ba. Kẹo xin gươm cho mày gãi cái quai hàm mày luôn. Cho mày hết đi á. Nè ăn đi con, ăn đi con. Nhai, nhai đi. Phải nhai. Trời ơi con kìa, con nhai kìa. Cái mặt nhai trên gươm kìa, giống như bà già ăn cầu không? Đáng đời mày chưa? Trời ơi, mấy người làm gì? Ăn hiếp tôi quá rồi. Ủa, tao cấm mày nhả ra nghe.
ngậm đó. Mày, mày mà nhả ra tao nhét nữa. Tao nhét nguyên một hộp sinh gôm vô này trong miệng mày. Con nhai. Đó, mày nhẹ dám nhả không mà mày ăn rồi mày nuốt vô luôn nha. Nuốt con gôm chết á. Nhai, ngậm lại, không mày nhả. Thôi mà, tội nghiệp nó mà con, tha cho nó đi. Gì khóc vậy? Nín đi, nín. Mếu cái gì mày? Khóc hả? Tao cho mày biết nghe, nếu mà thôi, đã ta năn nỉ rồi mà. Nên trước mặt tao đừng có khóc luôn buồn. Đầu y nông lên là tao đã ung đầu. Sống liêu lao, ăn nói chất cao, miệng bếp thép đếm, không làm ăn chi hết. Hãy quay về kiếm việc mà làm đi, sống hiền lành tương lai sẽ huy hoàng. Biết chưa con? Dạ biết, con chưa, con hứa. Đưa tao trưởng cho cục xin gươm văn ra mày. Ơn chưa. À, giờ, bây giờ chịu về chưa? Nhớ nghe mai mốt không có dở cái giọng ba xào nữa nghe. Còn nữa là cho ăn nguyên một phong luôn chứ không phải một cây. Ha. Đi về đi. Xin phép về, xin phép tất cả mọi người cùng về. Cướp. Mày chạy ra mày coi chuyện gì la lối ông sợ mày vậy cướp. Mau đi. Tiếng này hình như là tiếng của cô Út nè. À vậy hả? Đi. Cứu người nha, cứu quả. Cái gì mày đứng lại hết coi. Đứng lại. Quan cho em lắm mà. Đứng lại. Nên. Đứng lại. Hai đứa bay làm gì vậy? Có chuyện gì vậy mà chạy rượt bắt nhau như con nít vậy? Thiệt chứ không phải giỡn đâu, bắt tao lên. No. Buông cái cây này ra, buông cây cuốc ra nè. Cái này mà nó xúc cái cán là cái lỗ mũi văng kỳ lắm. Buông ra nút nè, bỏ xuống nói chuyện. Bỏ xuống nút, bình tĩnh. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, đâu phải rằm tháng 7 sao có hồn dập chiều vậy? Làm gì chuyện này chuyện kia tới cái nhà này hoài vậy? Sao cây cột vậy tớ? Trời ơi, thì con cũng đâu có biết đâu. Nhưng mà nè anh chị có chuyện gì á thì về nhà mà nói, không có gây án mạng trong nhà tôi nghe. Bác Tư ơi, quan cho con lắm bác Tư ơi. Quan lắm hả? Anh đứng ra đây, đứng chỉnh ra, lỡ sát cho con nữa kìa bác Tư ơi. Ra đi, tránh ra. Con nói hết lời mà anh không tin. Anh đòi giết con cho bằng được đó bác Tư ơi. Chuyện gì? Trời, chuyện gì mà ốm xòm vậy hả? Ý trời, cút. Ủa sao tự nhiên khóc vậy? Trời ơi, vì sao bữa nay cô ăn mặc gì mà mát dữ vậy nè hả? Còn anh nữa, cái chuyện gì vậy? Sao anh bộ điếc hả? Trời ơi, dạ trời ơi, sức miếng thịt rồi. Trời ơi. Ông ơi, ông làm chuyện nhìn dữ vậy? Ai đi cuốc đó hả? Trời đất ơi, vậy mà hồi nãy giờ tôi tưởng người mẫu quảng cáo đâu quần áo Ấn Độ chứ. Trời ơi, con kìa loài rúng đó. Thấy chưa, vừa lòng hả? Dạ chưa. Em có thấy cái sự tác hại của nó chưa? Có gì đâu mà tác hại. Còn cái gì nữa mà chưa chịu hả? Nó làm cho cây già người nhỏ nè đều chết chân với nó hết á. Vậy mà em nỡ lòng nào em phơi bài ra, phơi bài ra cho người ta đĩa. Trời đất ơi. Hả? Ai cho em mua ba cái đồ quần áo khiêu gợi này hả? Nói mau, nói nào, nói! Từ từ để nó nói. Quá mà. Mày làm dữ vậy? Nói đi con, nói con. Ho nó kéo dài thời gian nữa. Bác Tư ơi. Ơi. Đồ này là của bác Tư gái cho chứ bộ. Ủa, tao cho mày á hả? Vậy mà tao đâu biết. Ủa mày đâu có sao đâu. Cái áo này là áo à la bốt chứ nghe con, đẹp lắm á. Ta mua mắc lắm chứ không phải đâu, nó xeo mấy lần rồi ta mới mua được á. Bởi vậy ta nói thiệt với mày đó nha, sao tụi bay khờ quá. Khờ thiệt là khờ vậy đó. Có con vợ đẹp như vậy á mà mày không có cho nó trang điểm quần áo gì hết chứ. Trời á. Nghe bác Tư nói không? Trời ơi, hèn chi mà tôi đi làm về tôi thấy trước cửa nhà cái bọn đàn ông thanh niên nó bu đen như là kiến vậy đó. Nó dòm chân tôi chen vô thấy trời đất ơi, tôi ta hòa tao tao
Tao còn phải dòm nó. Tôi thấy con vợ tôi ra đá về nó còn ẻo ẻo. Nó làm như nó thỏa mãn. Trời ơi, thấy là muốn đập cây cuốc nó gãy cổ cho tôi. Thôi. Bớt giận đi anh Út ơi. Bớt giận đi con. Thôi mà giận cái mặt mày có kỳ quá. Đừng giận nữa con. Nếu hai vợ chồng bay không có thích mặc những cái đồ này á, thì để tao đổi cho cái món khác. Biểu nó cởi ra liền đi. Cởi liền tại đây con. Đừng có cởi ra. Cởi đi. Trời ơi. Em cởi liền cho anh vừa bụng. Cởi đi tôi tự tử liền á. Bây giờ nè, con thích cái gì? Trời ơi, thôi đi chị. Để em dẫn vô trong cởi ra đi. Thay đồ đỡ của em đây nè. Rồi cái khi nào về bển thì gửi trả lại cho em nghe. Cảm ơn nhái nhiều lắm. Đi em, đi. Đi đâu hả? Đi thay đồ. Trời ơi, hết hồn với ha. Dạ. Nè chồng Út. Dạ con đây. Bây giờ mày thích cái gì? Dạ thưa hai bác tặng cái gì cháu lấy cái đó. Chứ còn ba cái thứ đó đó con không có dám nhận đâu. Vậy hả? Dạ. Phan mày để tao suy nghĩ coi tao phải dặn có phải tặng cho vợ chồng mày cái món gì đây. Để tao suy nghĩ coi. Trời ơi, hao tiền mà còn phải mất trí tuệ nữa. Để coi lấy món này. À cái này. Trời ơi, cái này của vợ tao. Trời, giống ông sao vô duyên quá. Thôi nè, một đống đồ nó bị lửa đi. Thôi đó, để cho vợ chồng nó muốn chọn gì nó tùy ý, nó muốn lấy gì lấy đi. Dạ thưa bác Tư tử tế quá. Vợ chồng con không dám nhận gì đâu. Không có sao đâu. Ba má em thương chị như là con cái trong nhà mà. Anh chị cứ tự nhiên chọn đi. Đi mà. Vậy ba má cho phép con chọn với. Từ bữa ba má về tới giờ vợ chồng con chưa chọn món nào. Vậy hả? Dạ. Cũng được. Ba đồng ý nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì hả ba? Tao muốn cho vui vẻ cả làng, thấy không? Đứa nào cũng vui hết. Bây giờ đó, và thử luôn cái trí tuệ của tụi bay. Sao ba? Bây giờ hãy đứa nào mà ca mà trúng cái tên trong cái món đồ nào đó không? Dạ. Tao tặng món đồ đó. Dạ sao? Và nếu trúng cái hột xoàn đó, tao cũng tặng luôn. Ủa? Ba tặng hột xoàn hả? Trời ơi, ba chịu chơi quá. Gì? Nói gì mà tôi không hiểu gì hết trơn. Con cũng không hiểu luôn. Thì không đưa hồng sàng vậy. Để tao ca cho tụi bay nghe nè. Thí dụ này nghe không? Đó. Dạ thử đi ba. Ngày xuân qua nở đưa hương, rượu dừa bánh mứt trái cây. Ngày xuân tiếng pháo hăng hoang, cùng con cháu vui sung vầy. Ủa? Gì chất quốc hả? Ba ca thì tuyệt vời đó. Mà con thấy sao không có món nào chất lượng hết vậy ba? Tôi sao cười? Tao ca tao còn mắc cỡ. Nhưng mà mày không nghe hả? Sao? Mày không nghe câu chánh của nó hả? Câu chánh là câu gì? Ngày xuân tiếng pháo hân hoan đó, tao chọn pháo. Chú Tư ơi, hiện giờ tao đang cấm đốt pháo hả chú Tư? Mà tao chọn. Chú Tư lựa cái món là tao cấm không à? Đó, vậy đó. Bây giờ tự ý tụi mày muốn lựa món nào cứ việc lựa. Dạ. Vậy anh Cưỡng chọn trước đi. Tôi chọn trước nha. Để coi món gì ha. Bây giờ không biết ca bài nào để coi kiếm cái món nào anh Út gì không? Mày lựa cái bài nào mà có chất lượng hả Cưỡng? Vậy hả? Nhớ nghe, ca đi anh Cưỡng. Rồi. Ca đi con rể. Dạ, để con ca nha. Con ca bài này. Đại đi mày suy nghĩ lâu quá. Dạ, để kiếm bài nào. Rồi, có bài rồi. Đồng xanh anh lúa trấu mà non, cài sâu cuộc bấm quanh năm. Ruộng kia ta thấy ta gieo, cài nhanh nhanh lúa mau được mùa. Mày chọn gì vậy? Trời ơi, con chọn gì vậy con? Trời ơi, chọn gì nói ra coi. Mày chọn cái gì thì nói ra đi. Dạ, con chọn. Con biết rồi. Biết sao? Biết gì? Ảnh chọn xe máy cài đúng không? Quá thông minh cực kỳ luôn. Nè, em thấy không? Anh chọn một cái là vô một khúc liền. Giá thành một chiếc xe máy cài bây giờ đâu có tệ em. Nó ít lắm thì cũng phải mấy chục sắp đô. Trời ơi, thương chồng quá à, thương chồng của em quá, ô miếng của em. Rồi chưa? Hai vợ chồng tụi bay mê mừng xong chưa? Dạ xong rồi ba. Để vợ chồng tao tặng cho tụi bay không? Rồi. Bà nó đâu? Tôi nè. Thay mặt gia đình trao quà cho con đi bà. Trời trời. Ông. Gì? Bộ tính giao tiền đô cho nó sao? Không cần, không cần. Có cái này rồi. Vậy là vô rồi. Ông viết ngân phiếu em ơi. Chắc vậy quá, vô khẩm rồi anh. Đây. Tao sẽ trao phẩm vật cho tụi mày. Dạ, đội ơn ba. Nè. Dạ, cảm ơn ba. Ủa, vụ gì
này là gì đây? Cái cài. Trời, đưa con chi? Cài tóc. Trời ơi, con đòi cái xe. Trời ơi, ông ơi, sao ông giỏi quá vậy ông? Trời ơi, sao thông minh dữ vậy? Trời ơi, chồng tôi ở đây số 1 rồi. Từ ở bển về đây, mang có mấy cái quay ly là muốn chết rồi. Làm gì mà có xe máy cài mà mày chọn vô lý quá vậy? Ráng chịu đi con. Trời đất ơi. Tới phiên vợ mày đó, chuẩn bị ca đi. Có nghĩa là chọn đồ hiện có tại đây phải không ba? Chứ sao, chọn đi. Dạ. Chọn khéo khéo để giống chồng mày á, thì có nước đi móc bọc đó nghe con. Dễ gì ba. Để em nhắc cho, ca đi. Để coi sao nhắc giùm lẻ lẻ thôi bà. Để tôi nghe nè. Tình bằng có cây trong cồn. Tình bằng có cây trong cồn. Ngày ngày yêu cổ, ô mê bông là nền tông. Ô mê bông là nền tông. Một bầy tắc tình con biết. Một bầy tắc tình con biết. Thấy mê lội lội lội. Đâu có mê đi tìm em nhớ tôi không. Duyên nợ cây ta vòng. Duyên nợ cây ta vòng. Rồi hát xong rồi xin gì trong đây? Nè nè anh Út ơi. Cái gì vậy? Tôi thấy anh vô duyên lắm nghe. À, tại sao tự nhiên chú mắng tôi vô duyên? Vì hết chuyện rồi suối vợ tôi chọn đồ quý giá không chọn chọn đống cơm làm gì? Vợ anh Quýnh nè, hả? Nè 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 con, bớt nóng lại đi con. Nè, ba với má đâu có đống cơm đâu mà sao con xin cái đó? Dạ, dạ 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 thưa chú thím, để cho con nói con đâu có ý đó đâu. Ý con muốn nhắc vợ nhái là đâu có xin đống cơm làm gì. À vậy con xin thứ gì? Dạ thưa nói chú. Nói ra coi đúng không? Chú Tư có nghe nó ca không? Con nó ca số xin cái đâu bông tai đó, bông tai má đeo đó là em mấy bông mà đường bông, em mấy bông là đùi bông đó. À, đúng không vậy? Đúng đó. Vậy đó rồi vậy mới được không? Bà ơi. Bà cởi đôi bông ra cho tụi nó đi bà. Trời 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 ơi trời. Đôi bông cưới của tôi mà biết nó chịu. Rồi biết rồi, đồ này của tôi sắm cho bà. Đồ giả, đồ giả, đồ giả. Cái gì? À, đồ Hồng Kông á, xi nó bền lắm á, dễ gì phai màu. Nè. Con à. Dạ. Nè con đeo cho vợ con đi con. Dạ. Đồ giả hả? Gì vậy? Trời đất ơi, tới bữa nay tôi mới biết. Thấy không? Bà thấy hay chưa? Thấy chồng của bà hay không? Đeo đồ thiệt kể như mất trắng rồi, thấy chưa? Tới vợ chồng ngốc đi. Trời đất ơi. Chuẩn bị đi bay. Chuẩn bị em. À, tới vợ chồng mình đó em ơi. Anh để em. Em trước đi. Em ra trước cho. Anh sao? Chắc ăn nghe mình, chắc ăn nghe không? Nè nè, đừng có nôn nè, nghe tôi dặn nè. Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng nghe. Ca xong coi chừng đồ dởm không. Yên chí, yên chí. Đây ta có kinh nghiệm rồi. Thôi mà lấy nói cái hoài gì? Sao? Dạ. Bây giờ nói hoài sao? Dạ không, dạ không, dạ con. Ca đi chứ đừng nói hoài à. Dạ con hát, dạ con hát. Ca đi để chú Tư đậu ý. Dạ. Chừng ngộ kỳ thời con biên nó leo cây thử duyên mà thiên lý ngộ gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn quyến chung sắc son ra duyên anh cưới em ra duyên ta cưới nhau. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, hết chuyện rồi, ca cái bài gì mà có kiến ở đâu? Có tưởng gì chứ kiến có. Nó xin con kiến. Tao thấy tao nghe nó nói tao biết có rồi. Không phải mày, Bác Tư ơi. Gì? Không phải xin kiến đâu. Mày ca rõ ràng, rõ ràng mà. Để tao ca lại cho mày nghe phải đúng rồi. Chứ ngộ kỳ thời con kiến nó leo cây. Phải con kiến không? Chú Tư ơi, không phải đâu chú Tư ơi, không phải. Tưởng gì chứ kiến là vô tư. Tao kiếm dễ nên tao bắt cho vài con. Không phải đâu. Vậy chứ cái gì? Đây nè con biết nè, vợ anh xin cái gì tôi biết nè anh Út à. Mà nói cho nghe được rồi được không? Đây nè, để tôi ca rồi tôi phân tích luôn cho dễ hiểu nè. Chớ ngộ kỳ thời con kiên nó leo cây. Đó, nhiều đó thôi là biết xin gì rồi. Xin gì biết không? Xin cái gì? Nói cho rõ, xin cái gì? Vợ anh xin tôn ngộ không. Tức là con khỉ. Đúng không? Ngộ kỳ thời là ngộ không đó. Trời ơi. Trời đất ơi, xin con khỉ hả? Trời đất ơi, hết chuyện xin con kiến, con khỉ làm gì hả? Mà ba má làm gì có con khỉ? Hả? Đâu có. Không có, kể như xù à. Sao con ngu vậy Út? À, không đúng. Con chọn cây son môi này nè. Hả? Con chọn cây son môi hả? Dạ. Bác Tư
với lại hai anh chị nghe lại nè nghe. Chừng ngô kỳ thời con kiên nó leo cây hữu duyên mà thiên lý ngộ gặp bằng nhau đây chú này họ hẹn quý chung sắc son là duyên ta cưới nhau ra duyên anh cưới em sắc son. Son là cây son này nè. Ôi trời ơi, quá trời. Tưởng cái chuyện gì cây son hả con? Nè cho con luôn ba cây, về nhà hai vợ chồng mình mặc áo tha cho ăn tha cho từng cơm nghe không? Trời đất thánh thần thiên địa, cái miệng tí lìa hết chuyện đi xin cái son. Em thích son, em xin son chứ sao? Thích cây con giấy. Trời sao sao vợ chồng sao sao giống tôi. Thôi im im im. Bây giờ tới một Út ca đi con. Ca đi con Út, lựa cho kỹ nghe con. Bác còn mấy vali đồ đạc á, trong đó toàn là dầu thơm, xà bông, quần áo, giày dép đủ thứ hết trơn á. Mà nãy giờ không có đứa nào chọn gì được hết trơn à. Kỳ này chắc tao phải đem trở về bển quá à. Mình ơi mình. Anh đây. Gia đình mình chỉ còn nhờ vào tài sức của anh đó. Yên chí. Vận mệnh hai vợ chồng mình đều do anh quyết định á. Anh đủ thông minh. Anh nên cố gắng tập trung tư tưởng ca một bài nào đó cho nó kết lượng, gồm có đầy đủ ý như là... Mình yên chí, anh tập trung từ đầu tới giờ rồi. Như là trong nhà bác Tư vậy nè. Rồi, ca đi. Ở đó mà mơ mộng hoài, ca đi. Để từ từ chứ, làm nó phân tâm sao. Bắt đầu ca nè. Dạ. Dạ xin hai bác và anh chị nghe qua bài hát này. Khi con hát xong xuôi rồi thì nhờ tất cả phân tích giùm. Nghe không? Trời ơi, ca lẹ đi, nó lối lâu lấy hơi chứ. Vô. Không hương ơi anh nào muốn giết em đâu, mau em đô là tại em đi với bầy lạng soi. Thì thử hỏi làm sao anh có thể nhẫn tâm dùng một trái nó vô tri để nó tìm mục tiêu mà xuyên thốn ruột gan cái bảo á tham. Trời ơi. Bà mẹ mày, trời đất ơi, sao mày tàn nhẫn dữ vậy? Cái gì xếp chửi mày đòi máu hả? Trời ơi. Tao đất ơi, mày muốn lấy máu tao với ổng hả sao? Ôi mày ca cái gì thấy ghê quá vậy mày? Không phải đâu ba má ơi, anh không có xin máu đâu, mà anh xin này con biết rồi. Xin gì? Xin trái nổ, có nghĩa là xin nguyên trái lựu đạn đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ê, bộ mày giỡn hả mày? Trời ơi, ông bà đâu có lựu đạn đâu mà anh Út xin anh Út. Gì vậy, gì mà mình khóc lóc vậy? Trời ơi, tôi tức quá đi trời ơi. Tức sao? Nói thì hay lắm, tưởng gì đi chọn lựu đạn. Bộ anh muốn ở tù lắm hả? Ngu gì ở tù? Trời đất ơi, làm hơn làm hước nín nghe. Tôi phân tích nè, tất cả đều hiểu lầm hết trơn á. Làm ơn nghe lại cái bài nè. Đây nè. Sao? Hương ơi, anh muốn giết em là vì máu em đổ, đổ máu đó. Đâu có, thêm nay tôi ca nè. Đây nè, tiếp nè. Chứ thư hỏi làm sao anh có thể nhẫn tâm. Nhẫn tâm tức là chứ nhẫn hột sòn chúng tôi đang đeo kìa. Dữ không? Nãy giờ chỉ có mày chọn là hay nhất à. Con đĩa có tay nãy giờ ấy. Được, để tao cởi ra cho mày đây nè. Đây, cầm lấy làm kỷ niệm đi con. Trời ơi, đã quá nhất. Chồng Út. Dạ. Con mồ hôi muối hay mồ hôi dầu vậy con? Muối và muối. Vợ con có biết dạ. Con muối. Dạ. Trời ơi, đã quá, chiếc này khoảng mấy chỉ vậy ba? Hả? Hả ba? Không biết mấy chỉ nữa. Tao nhớ đâu là năm bà mua tặng cho tao đó. Để làm kỷ niệm cho nên tao đeo tới giờ đó. Vàng Đài Loan đó con. Ờ, coi như thiệt vậy à. Mày hồ mồ hôi muối phải không? Bốn ngày đem thùi. Chiếc này là đồ giả. Bữa nay tôi mới biết giả tâm của bà làm như thương tôi lắm ha. Bây giờ rõ lại nó cũng giả ha. À, nè cho đi. Mày nè. Anh đeo đi. Tặng em á. Đưa tôi chị. Tặng em á. Hay quá. Giỏi quá. Giỏi quá. Hết chuyện. Thôi đi. Rồi xin cái son. Vậy ông bày đặt tay khôn hoài. Thôi. Nói chơi với mấy con cho vui vậy chứ ba má đâu có ích kỷ gì đâu, thấy không? Bà. Tôi nè. Bà lựa hai đôi giày hiệu Nike cho hai vợ chồng Út làm kỷ niệm đi bà. Ờ ha, nhớ rồi có đem về hai đôi giày.
hai đứa tụi bay chờ nghe, tao vô trong tao đem ra nghe. Nhưng mà dài nay nay kỳ là dài gì vậy? Em đâu có biết. Hả? Tụi bay không biết hả? Dạ không biết. Đây nè. Đó, thấy không? Đây nè, nay kỳ nè, thấy không? Đó, thằng Hiệu đó nghe con, đẹp lắm, dài xịn đó. Trời, mang vậy, đi. Vậy mà con tưởng nó in cái con nai rồi nó đang kỳ. Trời đất ơi. Mình ơi đẹp quá, mình ơi đẹp quá. Quá. Trời, đất, mình ơi. Trời ơi, dày gì mà im quá, đã quá. Ba má ơi, còn vợ chồng con sao đây ba má? À, được rồi. Hai đứa bay tao sẽ tính sau. Không có bất hận đâu mà lo. Dạ. Bây giờ hai đứa này này về nhà đi, mai rảnh ghé chơi. Dạ. Đó là hai vợ chồng mày á gì à? Dạ, 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 hai đứa đó ở lại. Dạ. Hai con cảm ơn hai bác. Về đi anh. Dạ chào hai bác. Chào anh chị. Dạ, về trước đây. Vợ chồng em về. Đi anh. Thôi, em quá. Trả chữ dài cho anh đi. Ai kỳ. Nhái ơi. Dạ. Em định làm gì cho ba má ăn sáng vậy? Bánh mì bát tê, hột gạo ốp la, bít tê. Ôi trời đất ơi, vợ tôi sao nó giỏi quá. Chứ sao? Vậy ông bà mới thương em chứ. Mà ông bà thương em á, mới thương anh luôn. Trời đất ơi, ông bà mà thương hai đứa mình thì thôi nghe. Sao? Cho tiền thì hai đứa mình xài làm sao hết được. Đúng không? Đúng. Nhưng mà thôi, định nói nữa phải không? Nói nhiều quá à. Nhìn cái mặt anh á là em biết rồi, khỏi cần phải nói. Làm ơn đi lấy chai nước tương giùm cho tôi coi. Thì đi nè, tầm bậy đi. Ông bà đâu có ăn nước tương. Chứ ăn gì? Ông bà ăn muối tiêu chanh không à. Mà không ăn nước tương đâu. Đó. Trời ơi, anh không nói là em quên rồi. Ừ. Vậy làm ơn cắt giùm em mấy trái chanh giùm đi. Đi. Được rồi, muối tiêu đằng kia kìa. Để đó, để đó anh lo. Ủa mà ba má chưa thức hả em? Chắc thức rồi. À, ôi da, ôi, thôi mà mệt quá, y quên khỏe quá. Tập thể dục mà nói mệt người ta cười. Bà ơi, bà nghỉ tay được rồi bà, vô ăn sáng bà ơi. Ông vô trước đi. Tập, và cái nữa, tôi vô sau. Thôi, nghỉ đi mà. Tôi thấy bà tập đã công nhận mới chỉ có mấy năm mà nó nở ghê vậy đó. Thiệt không ông? Thiệt. Đẹp không ông? Đẹp. Nó nở ngay cái chỗ. Chỗ nào? cái con chuột đó. Thời nè, ơi. Công nhận nở tròn như cái hộp vịt á. Còn ông, ai đời đàn ông tập gì không tập, mà tập lắc vòng nổi ơi quá không được lúc nào hết trơn. Tôi nói cho bà nghe, sở dĩ tôi tập lắc vòng nó là có nghĩa là tại xương chậu của tôi nó bị nên cái càng ngày sao nó càng sơ cứng, tôi phải lắc cho nó nhuyễn lại chứ. Bác sĩ dặn mà. Chà, còn bà, tôi hỏi bà với phận liễu yếu mà bà đi tập tạ. Tập tạ là để dành cho đàn ông thanh niên ta tập, sao bà lại tập? Tôi tập tạ cũng có lý do của tôi. Lý do gì? Lý do là để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Ai ăn hiếp bà mà bà cần bảo vệ? Ông chứ ai. Kỳ này mà ông còn đối xử với tôi như lúc trước hả? Nè, coi nè. Thấy chuột nổi không? Trời cha, chưa chi mà bà hăm dọa tôi hả? Bà cứ cãi lời tôi tập tạ riết, nhìn bà y như cái hột vịt lộn. Hỏi tại sao mà tôi không ngán cho được. Nhìn cái tướng của bà đó nha, mà tôi muốn nhậu. Tôi biết mà. Tôi biết mấy năm trở lại đây ông đổi tánh đổi nết hết rồi. Cho nên kỳ này về quê hương, Ông
ông sinh tật xấu, ông mới nuôi nặng nuôi nhẹ, ông chửi ông rủa ông bắn ông ghét tôi, đúng không bà? Bà làm ơn bà nín đi bà, khóc cái gì mà khóc chứ. Bà nói rất đúng, tôi cho bà biết cái tật lớn nhất của tôi là làm sao, là quê hương tôi với những xóm làng thân yêu. Tôi yêu sông nước mênh mông, tôi đi mây gió ưu buồn, trong tim dương dân lễ sầu. Tôi ngàn trùng xa tôi nhớ bóng, mưa yêu thân đau ruột gan. Ở quê nhà nào ai có thông, nỗi xót xa của kẻ. Dạ thưa ba má, bánh mì bít tết đốp la đã xong, mời ba má vào ăn sáng. Rồi lại bít tết, hộp gà, hộp la gì bánh mì, trời ơi, ở bệnh tôi ăn là tới cổ rồi. Thôi 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 thôi, để tôi chạy một vòng cho nó no. Mẹ, ta dọn rồi, ông sắp thị vậy. Tôi chị cả. Đúng rồi. Chú Tư, chú Tư ơi, chú đâu vậy chú Tư? À, tao đang tập thể thao. Còn mày làm gì ở đây? Dạ con hả? Cho gà. Ồ, mày cũng biết chăn nuôi nữa à? Biết chứ sao không. Sao ở miền quê mà không biết chăn nuôi là đói sao chú? À, mày chăn nuôi hả? Dạ. Mày nuôi gà hả? Dạ cho gà ăn. Mày nói mày cho gà ăn mà sao tao không thấy con nào hết vậy? Chú tới trễ quá sao thấy được, tụi nó ăn no xong rồi đi chơi hết rồi. Vậy sao? Nhìn mày vậy mà ta cũng giỏi quá ha. Không giỏi gì, nhưng ai giỏi hơn không được. Nó thiệt cái chú Tư không phải con khoe khoang. Trong tất cả loài gia súc, hễ con mà nuôi con nào rồi đó kể như con đó mập ú à. Chú biết con kiến không? Kiến sao không biết, kiến ở dưới đất đó phải không? Đúng rồi, chú thông minh đó. Con kiến mà con nuôi nó còn mạnh đựng nó với mấy con khác. Trời ơi, con nuôi con kiến hả, con nào nó nặng nửa ký lô chú. Xạo. Nói ra là biết là ba đía liền. Chú nói sao? Chú nói con xạo hả? Không dám đâu. Tại chú không coi chương trình Thế Giới Động Vật đó. Ở bên châu Phi đó, con kiến nào con kiến nấy nó nặng mấy ký luôn á. Thôi giờ. Thôi đi cha. Bởi vậy mày không có bao giờ mày bỏ cái tật ba đi hết. Nói ra là chúng ghét liền. À, đừng ở đây nói chuyện ở đây, tự nhiên xẹt chuyện này qua bên phi châu á. Thôi tao đi á. Thằng trời ơi, lâu lâu mới gặp chú lần mà chú đi dẫu vàng quá vậy. Chú ở đây chơi đi, con bắt con gà mập thì mập á, làm thịt đãi chú ăn một bữa cho đã. Hả? Thiệt không đó? Thiệt. Đừng có xạo à nghe. Tại chú nói vậy chứ thận làm con cháu đâu có dám xí gạt chú làm chi. Giả lại dưới quê của mình á, ngoài gà vịt la đâu có cái gì quý hơn, phải không chú? Đúng rồi. Lâu dữ mới nghe mày nói một câu tao chịu. Dạ. Nhưng gà mày mập không? Trời, con phải hỏi nữa. Gà của con mà đem nấu cháo đậu xanh đấy ha. Sao? Ôi thôi. Đem ra nguyên con nè. Con để lên bàn nha. Trời ơi. Bắt đầu con bẻ cái đùi con chấm muối tiêu chanh nè. Để vô miệng nè. Nè, bây giờ chú phụ con nghe. Chi? Nắm con gà để con xé cho chú ăn. Nắm ở đâu? Nắm ở đâu? Thì chú cứ tưởng tượng với con nè. Rồi. Con gà mập không? Con gà mập không? Rồi. Nắm chắc nha. Tao nắm rồi đó. Rồi. Nắm đi. Rồi đó, xé đi. Xé nè. Xé đi. Ui, gì vậy? Trời ơi.
Trời ơi, mày xé đụng mặt tao. Rồi còn nóng muốn hỏng tay luôn. Công nhận con gà mày mập quá. Đó, thấy chưa? Ui, chú coi nè. Ở trong có lớp da nữa đó. Nó tươm ra thấy y như là bơ, chú thấy chưa? Ngon quá. Rồi, chấm muối tiêu chanh nha. Đã, chấm muối tiêu chanh nha. Hả hả hỏng ra. Rồi, chú hả hỏng ra. Ta hả rồi nè. Chú cắn thử miếng nha. Cắn cái đít nha. Trời ơi, cắn tay tao vậy trời ơi. Tự nhiên cắn muốn tay tao sao vậy? Thì mày biểu tao cắn. Mày biểu tao cắn, người tao cắn như sao? Trời ơi, cái này là con biểu chú tưởng tượng thôi, bộ thiệt sao mà cắn tay người ta cái quá mạng vậy nè. Trời, bầm tím hết chân rồi. Cái điều này phải đi chích ngừa bệnh dại quá. Hổn nghe mày. Hả? Mày nói tao chó hả? Không phải, quên. Trời, xin lỗi chú nghe chú Tư. Nói vậy chứ theo tao thấy á, nếu như mà tài năng của mày mà được nâng cao bồi dưỡng á, mày bồi dưỡng về cái vấn đề chăn nuôi nữa không? Vậy sao? Là con đường tương lai của mày, trời ơi, nó sáng lạng trong nay mai mày à. Vậy hả chú Tư? Chứ sao? Vậy hả, chúc mừng quá. Để tao giải thích cho rõ ràng mày mới hiểu. Dạ chú nói đi chú Tư. Ở bên kia nước Mỹ có những cuộc chấm thi, nếu như ai gieo trồng nghề níu chăn nuôi xếp xong là đã được bằng khen, người đặc biệt ở hành tinh. Ấy chú Tư muốn nói bò bự nặng bằng voi, tí khoai lang với gà chạy lên như trong dầu là được tặng bằng khen ngày hội tụ nhà nông. Đúng đó con, mày mà qua bến đó kể như mày có tương lai lắm đó nha. Nhưng làm sao à, con đi qua bển được chú Tư? Dễ thôi, tao bảo lãnh cho mày đi du lịch. Trời ơi, thiệt hả chú Tư? Trời, tao kìa. Gì? Đừng xí gạt con ơi chú Tư. Trời ơi, trời đất ơi, gì mà la vậy? Nếu mà được như vậy á, con có chết con cũng mãn nguyện đi chú Tư ơi. Nè, nhưng với một điều kiện là mày phải biết tiếng Anh. Dạ. Để qua đó mày tiếp xúc và làm việc chung với các kỹ sư ở bệnh chứ. Đúng, con phải biết tiếng Anh. Ừ. Chú là người ơi của con, chú là người đẻ con lần thứ hai chú Tư ơi. Ủa nhưng mà ai dạy tiếng Anh cho con hả chú Tư? Mày tôn tao làm sư phụ tao dạy cho. Sư phụ. À, bà Đía. Mày làm gì dưới bếp vậy? Mày làm dịch xong chưa mà lâu quá vậy mày? Trời, con chúc sư phụ ơi, gần xong rồi. Trời ơi, liền nè. Tao làm hết hai xị rồi nha. Uống xét đó mày. Lẹ đi, tao đói bụng lắm rồi đó nghe không? Dạ. Ra mắt cúng kiến sư phụ cái gì mà lâu quá vậy? Mau đi. Có ngay, có ngay. Dạ. Đệ tử xin được kính dâng cho sư phụ. Dạ. Xin sư phụ những lễ vật này gọi là lễ ra mắt. Dạ, coi bộ xôn tụ quá ta. Món gì mà coi trịnh trọng quá vậy con? Sư phụ mở ra từ từ thưởng thức. Vậy à? Mở ra đi sư phụ. Được. Coi như con là đệ tử ruột nghe sư phụ. Được rồi, để tao mở ra. Ê, gì vậy? Dạ dịch hàm nam. Trời. Dịch con xoa đó sư phụ. Trời ơi. Trời ơi, vậy mà cũng bày đặt để vô mâm. Làm tao sộ cái quá mạng. Ê, mày tính giỡn mặt với sư phụ đó hả mày? Dạ, thiệt mà. Con nói sư phụ nghe con đâu có dám đâu. Dạ mày nè. Ở nhà chỉ còn có hai trứng vịt lộn thôi à. Xin sư phụ cháp đỡ. Cháp luôn. Tao chưa từng thấy ai như mày. Thôi được rồi, kể như tiền nào của nay. Dạy tiếng Anh cho mày cỡ hai cái trứng này thôi. Vậy là sao sư phụ? À, thôi đừng có hỏi nhiều, lấy giấy viết ra chuẩn bị đi học. Dạ. Ngồi học chứ phải đi. Nè, việc bực bội quá. Xong chưa? Dạ, giấy viết sẵn sư phụ. Nghe nè. Dạ. Good morning. Good morning. Good morning. Là cái gì? Hộp vịt lộn. À, hộp vịt lộn. Ý, good morning là hộp vịt lộn. Hay quá. Tiếp đi sư phụ. I love you. I love you. I love you. Là gì? Coi chừng té. Ai lớp vũ là coi chừng té, hay quá. Tiếp đi sư phụ. Nghe nè,
Hello girl. Hello girl là cái gì? Là nàng hoa hậu á. Ý hello girl là nàng hoa hậu. Hay quá. Gì nữa sư phụ? Kiss me. Kiss me là cái gì? Có nghĩa là nói nhỏ. Kiss me là nói nhỏ. Hay quá, nữa đi sư phụ. Thôi nhiêu đó được rồi. Thấy không? Dạ. Nhiêu đó ta học thuộc bài để trả bài cho sư phụ nghe. Dạ. Sư phụ mới dạy tiếp. Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ rồi sư phụ. Con ráng cố gắng học hành sư phụ ơi. Thôi sư phụ về nghe con. Dạ. Ráng học nghe con. Dạ. Sư phụ con có chừng ai lớp vô nghe cậu sư phụ. Rồi sư phụ ai lớp vô rồi. Ai lớp vô có nghĩa là quay chừng té. Một câu hello girl là nàng hoa hậu. Good morning là hôn nhị lộn. Kiss me nghĩa là nói nhỏ. Đúng rồi. Mình học được 4 câu rồi. Ê, vậy là kỳ này mình qua Mỹ coi như không sợ gì hết. Ai giống cô Út có gì nữa nè. Đúng rồi. Cô Út đó hả cô Út? Cô Út ơi. Dạ. Đi đâu vậy cô Út? Dạ em đem cơm cho chồng em ăn. Vậy sao? Dạ. Nè, bưng khéo léo coi chừng ai lớp du đó nghe. Ủa, coi chừng ai lớp du là cái gì á? Trời ơi, dốt quá vậy. Bây giờ tiến bộ lắm rồi, không chịu học tiếng Anh. Có nghĩa là coi chừng té đó. Biết chưa? Tiếng Anh đó cô Út. Anh biết nói tiếng Anh thiệt sao? Ai dạy? Hồi nào vậy? Chú Tư chứ ạ. Mới dạy hôm qua mà hôm nay tôi thuộc hết trơn cái trọi rồi. Trời ơi. Em thấy anh tiến bộ chưa? Ôi em không ngờ á. Anh giỏi thiệt à nha. Chú Tư còn dạy gì nữa không? Trời, nhiều lắm. Lỡ gần đây nè. Anh kiss me cho nghe. Kiss me là gì? Kiss me có nghĩa là nói nhỏ đó, biết chưa? Biết rồi. Nhưng mà anh muốn nói nhỏ chuyện gì vậy? Anh muốn nói là em có muốn ăn guốc money không? Ăn guốc money? Guốc là ăn cái gì? Guốc sao ăn? Bậy, không hiểu cái tiếng Anh nó khác tiếng Việt Nam. Không phải ăn guốc là guốc em đang mang. Mà guốc money là hột vịt lộn á. Thôi. Biết không? Em hiểu rồi, em biết rồi. Guốc là hột, còn mó là vịt. Còn người ni là lộn đó. Hay quá ha. Cảm ơn nghe. Em không ăn guốc money đâu. Em ăn cơm rồi. Không, ăn đi vậy. Còn nữa. Còn nữa mà trời ơi. Nghe câu này mới dữ nè. Câu gì? Câu này dữ lắm à. Sao? Đây nè. Hello girl. Thấy chưa? Hello girl. Ừ. Hello girl là cái gì? Là nàng hoa hậu đó. Ai đồ quỷ. Thôi em đi ngang để chồng em không đói không bụng không chửi em chết á. Đi ngang. Thấy chưa? Bây giờ trong cái làng này bắt đầu ai cũng phải nể thằng ba đĩa này. Good morning, I love you. I love you nghĩa là coi chừng té. Hello girl nghĩa là nàng hoa hậu. Good morning nghĩa là hột vịt lộn. Kiss me nghĩa là nó nhỏ. Em sợ một lát cơm canh nguội ngắt ăn không có ngon chứ bộ. Lên ăn đi cưng. Kêu bằng cưng. Từ từ cưng lên. Làm gì mà hấu dữ vậy? Ê, coi chừng I love you. Cái gì? Hả? Em mới nói cái gì vu vu. Em nói I love you có nghĩa là coi chừng té. Đó là tiếng Anh đó. Dẹp đi. Dẹp. Gì vậy? Mày đặt nói tiếng Tây, tiếng U, tiếng Anh, tiếng em.
Không lốm ai vậy hả? Đâu có, tại lúc nãy đi ngang qua nhà anh Ba Đía, em nghe ảnh học cho nên em bắt chước. Chú Tư dạy đó. Nè, tôi nói cho em biết nha, em làm ơn làm phước em bỏ cái thật đó luôn nha. Tôi không thích nha. Em nói tiếng Anh như vậy một lần nữa nghe chưa? Tôi không thích à. Trời ơi, thời buổi bây giờ ai cũng học hết, sao anh cấm em? Tôi thích vậy đó. Bực bội, dẹp cơm luôn đi. Tôi không muốn ăn nữa đâu. Không muốn ăn cơm hả? Ừ. Vậy anh muốn ăn guốc mớ nì không? Ủa? Em luộc cho anh ăn. Ăn guốc hả? Trời ơi, con vợ vũ phu. Hồi xưa giờ sống nhau chưa hề có một lời nặng nề, bây giờ đòi cho tôi ăn guốc hả? Bậy, trời ơi. Nghe nè, nghe người ta phân tích nè. Guốc mớ nì có nghĩa là guốc á là hột. Hả? Mớ là vịt, nì á là lộn. Ủa? Là hột vịt lộn đó. Hả? Guốc 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 mó này này là hộp vịt lộn hả? Lộn quá. Ủa, ngộ quá vậy. Ủa vậy mà tôi tưởng. Ủa mà tại sao mà tự nhiên giờ đòi ăn cho ăn hộp vịt lộn là ăn sao? Hả? Thiệt tình. Thấy đàn ông trong làng phát ham, gặp chồng mình tối ngày càng nhàn cách mắng, thiệt là chán ơi chán gì. Nè. Em mới càng nhàn cái gì hả? Càng nhàn cái gì? Ai thèm càng nhàn chi cho nó mệt vậy? Thôi em gì à? Ở đây mắc công cái lộn thêm. Về đi. Làm giọng sao mắc ghét. Ủa, ai là như phải anh chồng Út đó không? Ủa, ai có phải là chú Thư không? Bộ dạ. Hai vợ chồng bị gây lộn hả? Dạ đúng rồi, không có phải gây mà chữ lộn à. Tao mới vừa gặp vợ mày nè, tao hỏi nói chưa dứt câu cái nó quay ngoải nó bỏ đi một nước vậy. Tại vậy là sao? Cũng tại chú. Tại tao sao? Mà chắc chắn là chú chứ không ai trừ. Gì? Nè chú nghe con hỏi nè. À. Có phải là chú dạy Ba Đía tiếng Anh gì đó phải không? Rồi tình cờ vợ của con nó nghe Ba Đía nói nó bắt trước thấy bà phát ghét à. À. Thì ra là vậy à. Ý chết cha tôi rồi, trời ơi trời. Vụ gì vậy chú Tư? Mày có biết Ba Đía nó nói gì vợ mày không? Dạ có. Con nghe vợ con nó nói lại là Ba Đía nói với nó cái chữ gì mà con nhớ đó con. Chữ gì? Ai lúc vui vậy đó. À rồi sao? Có nghĩa là coi chừng té phải không chú? Tầm bậy. Sao? Ai lúc vui có nghĩa là anh yêu em. Anh yêu em. Chứ cái gì mà coi chừng té. Trời đất ơi. Thì ra là Ba Đía nó lợi dụng cái tiếng Anh này nó tỏ tình với vợ con à. Chết con rồi chúng ta rồi. Con đi ngay chỗ đâu. Chờ tao với. Ủa? Cô Út mới về đó hả? Có mặt mày sao biết sĩ vậy nè? Có chuyện gì vậy? Ê, đi từ từ. I love you bây giờ. I love you. I love you mà không nghe. Cảm ơn anh. Tôi không sao. Nè, chắc là hai vợ chồng. Hai vợ chồng tôi sao? Lại đây. Hả? Gần đây tôi kiss me coi. Hả? Chú Tư. Nó nói kiss me là gì vậy chú Tư? Kiss me nghĩa là hôn em. Hôn em. Trời ơi, nó đòi hôn vợ tôi. Hết yêu rồi bây giờ đừng, nó đòi đừng, hôn đừng vợ nóng, tôi. Đừng nóng. Để coi nó còn nói gì nữa không. Tôi nói thiệt với cô nghe cô. Anh nói đi. Ở trong cái làng này tôi thấy cô mới là người xứng đáng mang danh là Thế Lưu Gương. Anh chồng cô thiệt là có phước á. Chú Tư. Gì? Chú nghe nó nói cái gì gơ gơ nó. Có phải nó chửi con không chú Tư? Đâu phải. Chứ nó nói gì? Hello girl nghĩa là chào gái. Cái tiếng gái này đa dạng lắm, ai muốn hiểu sao cũng được hết trơn á. Trời đất thanh thần. Chú Tư ơi, con nhịn hết nổi rồi chú. Bình tĩnh. Chết mày nè. Trời ơi. Hello girl. Ê đi. Cho tao cái. Cho tao cái. Tại sao? Chính gian, tao chính gian. Trời ơi, anh ơi. Anh làm gì mà anh đánh người ta dữ vậy? Ôi, cho tao. Nhìn không nổi mà mày quánh ra chứ.
Em làm gì, em làm gì, em ra ra coi. Thích binh vực cho nó phải không hả? Để tôi đánh cho nó một trận, để tôi đánh cho nó một trận cho nó chua cái thằng dê vợ người ta rồi nó còn đẹp rồi ai lốp vô. Trời ơi, tôi dê hồi đầu đâu? Tôi nói bậy cái gì à, ai làm chứ? Nói đi. Chứ không đánh người ta dữ vậy bà. Ai hỏi vợ ai coi tôi nói cái gì? Hỏi đi. Bà. Câm cái miệng lại, nín miệng lại. Tôi đánh anh là phải là tôi khỏe rồi, tôi có mệt muốn chết à. Anh khỏi nói tôi cũng biết hết rồi, anh đừng có cháu cãi bắt công à. Chú cãi cái gì? Trời ơi, cái gì mà kỳ vậy trời? Chú Tư. Trời. Chú nói con nghe coi. Chú dạy con tự nhiên quanh con hả? Tiếng Anh gì kỳ vậy? Tôi hiểu hết rồi. Cái chuyện xảy ra coi như bị hiểu lầm thôi. Mấy cái câu mà tao dạy. Dạy cái gì? Cái nghĩa nó như vậy nè. I love you có nghĩa là anh yêu em. Trời ơi. Ừ. Còn cái câu kiss me nghĩa là hôn em. Hả? Hôn em. Còn cái câu hello girl nghĩa là chào gái. Trời ơi. Còn con Thôi. Đúng rồi. Chú hại con rồi, trời lại chú à. Mặt bài đi. Bóp cổ anh bây giờ nè. Cái mặt bài xuống thấy sao hả? Cha mặt đánh nữa đó. Trời vừa mày lắm, cái mỏ nhỏ quá. Làm nó tiếng Anh. Ủa, tụi nó đâu hết rồi kìa? Còn bà sao ngồi ăn mình vậy? Tụi nó đi lo công chuyện ở đâu bên nhà anh ba vui á. Lo chuẩn bị đám hỏi dị bệnh á. Không có đi hết à? Bỏ hai vợ chồng già ở nhà buồn thấy mồ tổ luôn. Buồn hả ông? Vậy giờ ông muốn vui không? Sao? Vui thì bây giờ tôi với ông đi qua bà con lối xóm bên hè. Mình hỏi thăm ngự tiếng về sức khỏe của người ta. Đồng thời vợ chồng mình có dịp đi dạo quanh lối xóm cho nó vui, thăm lại quê hương đất nước mình, thỏa lòng mong nhớ phải không? Chuyện đó hẳn nhiên rồi. Nhưng mà tôi còn ngại một điều là vợ chồng mình không có ai hướng dẫn. Tôi sợ đi đường tánh tôi với bà hay lắm cấm, rủi xảy ra cái chuyện gì khổ con cháu, mắc công tội nghiệp tụi nó. Xảy ra chuyện gì là chuyện gì? Ông bà... sao khéo lô quá. Bà không thấy đường phố bây giờ xe cộ nó đông như kiến không? Nhà cửa xây cất như nêm, lâu quá không có về. Nay tôi với bà đi không ai hướng dẫn á, tôi nghĩ không được, biết đường xa gì đâu mà đi. Hay là bây giờ vậy đi, để nhờ con nhái á, biểu nó hướng dẫn cho mình đi được không? Nó đi biết chừng nào nó về. Còn cái thằng Cưỡng này cũng kỳ nữa, đi đâu cũng không cho mình hay biết gì hết à. Thôi bây giờ vậy đi. Sao? Ông ở nhà ông chờ nó. Tôi chạy ra chợ tôi mua ít đồ được có tôi trở về. Ha, ở đó chờ nó đi. Khoan. Bà chờ tôi hỏi thăm bà con bên cạnh đi coi. Tôi nói. Rồi. Nói mấy tiếng rồi đi mất tiêu à. Bà này tánh tình bà còn ham vui ý như là con nít vậy đó. Ê. Ủa, nhóc. Con đi đâu vậy? Hả? Cái gì đấy? Thơ. Thơ của ai vậy? Đưa đây coi. Đâu để ông đọc coi viết cái gì trong này. Dạ thưa ba má, con và vợ con vô cùng có lỗi khi để ba má ở nhà một mình. Vì con lo phụ dựng rạp làm đám hỏi cho em mừng con của bác ba vui. Nếu ba má muốn gì thì cứ hỏi người đưa thơ này, ký tên Cưỡng. Không lẽ nó mướn nhóc này làm hướng dẫn viên chứ? Đi du lịch không có lý nào vậy à. Tao để mình thử coi trình độ nó như thế nào. Ê nhóc. Dạ. What's your name? My name is Kép. Tên Kép ha. Thành cái tôi nhìn mày tao thấy tao giống Kép quá. Công nhận giỏi tiếng Anh quá. Mới bầy lớn mà giỏi như vậy hèn gì mà không làm hướng dẫn viên du lịch. Ai mà ngờ. Nè, con nghe ông hỏi nè, ba con làm nghề gì? Dạ, ba con làm nghề chém cây sống trồng cây chết. Trời ơi, chém cây sống trồng cây chết là nghề gì? Còn mẹ con làm nghề gì? Mẹ con bán gió mua trăng. Bán gió mua trăng, cha. Chuyện này hình như tao nghe
có hay là ai nói nghe qua rồi đây nè. Bữa nay gặp nhóc này nó thử trình độ của mình, coi còn nhớ không, còn thông minh không. Ba má con làm nghề gì vậy? Nói đại đi, để tao suy nghĩ mất công mệt óc lắm. Nói đi con. Ông chịu thua đi, con mới nói. À, chịu thua mày mới nói hả? À, rồi. Ông chịu thua đó, con nói đi. Ông chịu thua là ông làm khủng long cho con leo, cho con cởi nghe. Làm con khủng long cho con cởi. Trời ơi. Được, nhưng mà khủng long gì? Hiền hay dữ? Có nhiều loại khủng long lắm. Ví dụ như khủng long ăn thịt người, nó đi bằng hai cái giò, chỉ có hai giò thôi nha. Còn khủng long hiền, nó ăn cỏ, nó đi bằng bốn giò. Con muốn làm khủng long nào? Con thích khủng long hiền, ăn cỏ, đi bốn giò. Ok. Đồng ý liền. À, nói đi, chém cây sống trồng cây chết là nghề gì? Nghề làm ruộng. Sao vậy? Chém cây sống là cắt lúa, trồng cây chết là cây lúa. Ờ, trời ơi. Đúng rồi. Tao tính nói cái là mày nói liền à. Còn bán gió mua trăng là nghề gì con? Bán gió nghĩa là bán quạt giấy à. Còn mua trăng là mua đèn dầu. À, cái thằng này nó thông minh quá. Tao tính nói cái mày nói trước tao à. Gom lưng xuống đi, để con leo lên. Làm gì làm, cũng nhớ cái vụ đó à. Thôi được. Rồi, nè, khủng long hiền nè. Leo lên đi. Con leo lên nha. Ờ. Trời ơi, thằng này nó nặng quá trời ơi. Ở già, đã chưa đó. Đã quá. Ê, đừng nắm tắt áo tao, Hey. Ê, trời ơi tao, rách áo. Úi da, đau. Xuống đi, xuống. Thôi, tao không làm khủng long hiền nữa. Mà kỳ này thì ông sẽ làm khủng long dữ và bắt con nít ăn thịt. Mày gì mày chạy ai? Ông làm gì dữ vậy? Nín đi con, có sao không? Để ông lấy dầu ông xức cho con. Nín đi con, nín. Tôi hỏi ông cái gì mà ông sòm lên vậy? Tôi lỡ làm người hướng dẫn viên du lịch té, cho nên nó khóc hồi nãy với tới giờ đó. Ai làm hướng dẫn viên? Nó đó. Trời đất ơi, thằng này mà hướng dẫn viên gì? Ai nói với ông vậy? Thằng rể của mình nói chứ ai? Thằng Thưởng. Ờ. Mèn đét ơi, nói vậy còn nói là két phải không? Ủa, sao bà biết tên nó vậy? Trời đất thánh thần thiên địa ơi, cháu ngoại của ông còn hỏi gì nữa. Lúc tôi với ông ở bển, ông nhớ không? Con nhái nó có gửi tấm hình nó qua cho tôi với ông quay đó, ông nhớ sao? Ai mà nhớ, lúc đó nó mới đẻ, còn bây giờ nó lớn rồi, ai mà nhớ. Trời ơi, nó giống tôi quá. Không, lại đây con, lại ông ngoại biểu con, lại đây ông ngoại cưng con. Trời ơi, ông làm thằng nhỏ té bầm gò bầm cắn cái trớn trọi à. Đợi đây con, đợi đây bà coi. Không rồi, bây giờ ông đợi đây với nó nghe. Tôi vô trong luộc hột gà ra lăn cho nó. Ngồi yên. Mày ngồi yên tao lăn mới được chứ. Tao lăn cho nó hết bầm. Ngồi yên đi. Ủa, sao thôi mày... con chịu đâu. Sao vậy? Con đói bụng quá à. À, đói bụng hả? À, được rồi. Vậy để ông ngoại đi kiếm cái gì cho con ăn đỡ nghe không? Khỏi kiếm, đó. À, hả? Cái này hả? Khỏi lăn hả? Con muốn ăn hả? Được, để ông lộn ra cho con ăn nghe không? Thiệt, công nhận thằng này nó có ông sáng tạo ghê. Giả bộ té để ăn hột gà. Do mặt mày là tao biết liền, giống y như bà ngoại mày, không khác chút nào. Nè, đó, ăn đi con, ăn đi. Ngon không? Ngon quá. Nè, ngon lắm ba con. Cho ông ăn miếng coi. Vậy thôi. Miếng thôi, đúng rồi đấy. Không muốn ăn mà thấy nó ăn cũng chảy nước miếng luôn à. Con cho cắn thêm miếng con.
Ừ, đó ngô quá. Trời đất ơi, tưởng sao hột gà lăn cho nhỏ, không lăn mà không ăn hết làm sao bữa đói lắm hả? Tại nó cho tôi ăn tôi mới ăn chứ tôi đâu có xin nó đâu. Phải không cháu ngoại của ông? Con chịu đâu, ông đền cho con đi. Đó nữa nữa, trời kia kìa, con miếu nó miếu nữa kìa. Nè, tôi đừng có miếu nữa. Nín đi con. Thôi đừng khóc nữa con. Được rồi, để bà ngoại luộc trứng khác lăn cho con nha. Chờ bà ngoại chút nha. Quay chừng nữa đó nghe ông. Ờ, để tôi. Trời, mày đừng cứ miếu, đừng có miếu cái miệng mày. Trời ơi, sao mày khó quá vậy mày? Mày khó mà mày làm khó tao nữa. Bây giờ để con nha, con ngồi hay là để được thôi, để ông ngoại dẫn con đi chơi nghe không? Bây giờ con nhắm đi đâu cho vui, thiệt vui đi con, chỉ ông ngoại đi. Đi đầm sen nè, đi sở thú nè, đi suối tiên nè, đi tao đàn nè, đi hồ kỳ hoa nè. Thôi, con kể nhiều quá làm ông ngoại không biết đi chỗ nào, hay là con thích chỗ nào vui mà gần nhất, ông sẽ dẫn con đi liền. Vui mà gần đây hả? Có liền. Chết rồi con. Trời ông ơi, chơi điện tử thua con rồi. Trời ơi, thua nó nữa rồi. Lấy cho nó cây kem nữa chị ơi. Chủ quán, lấy cho cây kem nữa. Trời, con nó ăn cười nữa chết. Ngon quá. Đảo. Hồi nãy giờ tao thua mấy cây rồi? Ông hỏi chủ quán là biết liền. Vậy qua ơi, mấy cây rồi chị? Dạ thưa ông, 10 cây rồi đó ông. Trời ơi, 10 cây, trời ơi. Bà đế, vô cà phê cho, vô cà phê cho bà đế. Cho ly cà phê đá của em. Ê, bà đĩa. Bữa hổm tao thấy mày qua nhà anh Tư chơi, có nhận quà nước hoài gì không mày? Chắc, tưởng gì? Nói cho nghe, đó chỉ là cái mác Việt Kiều thôi. Chứ nội tình bên trong tan nát như cái mền rách. Hả? Mày nói cái gì tan nát như cái mền rách? Thôi, trời, nói ra sợ người ta nói mình nhiều chuyện. Chứ còn biết mà không nói, tôi nghe trong lòng nó cắn rứt, lương tâm chịu không nổi luôn. Chà, có chuyện gì dữ vậy mày? Nhưng mà thôi, ai mà không biết mày nổi danh cái tên Ba Đía, người ta không tin đâu. Trời, Ba Đía tùy lúc tùy chuyện chứ, đâu phải chuyện gì cũng đía đâu. Chú Bảy nói vậy nghe không được rồi. Vậy chú có chuyện gì mày nói tao nghe coi. Nói ra là không có nói tôi nhiều chuyện nghe. Có chuyện gì đâu. Thì chuyện vợ chồng ông Tư chứ chuyện gì. Hèo mà mày đắt làm mách. Làm sao qua bắt được cái thằng Ba Đía này? Tôi nhìn một cái không là tôi thấu cả gan, cả ruột, cả phèo, cả phổi, cả lá lách nữa. Mà chuyện gì dữ vậy? Mày nói tao nghe coi. Thì cái chuyện thôi không nói đâu. Mới nhắc tới được kìa. Là thấy không? Chú Bảy nhìn coi. Hai vợ chồng ổng nhìn coi kỹ coi, nhìn sớ rồi biết liền cái gì. Đó, đang đi tới đó kìa. Bà nó ơi. Cái gì? Sao hai vợ chồng mình ra đường ai cũng nhìn dữ vậy bà? Có gì đâu lạ. Tại mình trắng trẻo rồi mình ăn bận vậy đó, tao biết mình giả dạng, tao thấy mình lạ, tao dòm chứ có gì đâu. Vậy hả? Nè bà. Cái cảnh này nó đẹp quá bà ha. Bà chụp cho tôi mô đi bà. Rồi, đứng yên đây tôi chụp cho. Khoan, để tôi đứng lại. Cười nha. Cười rồi. Cười nha, đếm nha. Rồi. 1, 2, 3. Rồi ông chụp cho tôi một tấm chứ. Đây, đưa máy chụp đây. Chụp cho tôi một tấm chứ. Khoan nha, để tôi sửa đồ lại cho nó đẹp nha. Đây, đưa bà bỏ cẳng bên đây. Đó. Chụp đi. Rồi, thấy không? Đường quá. Chụp lại nha. Cười đi. Trời. Thôi đi ông. Ủa, ổng bả chụp hình.
Ôi mấy cái bái dởm nữa mà. Nội chú thấy ai vợ chồng ăn mặc y như là ăn xin không thấy không? Ủa sao sao mà te tu dữ vậy trời? Nói nhỏ chú nghe chơi rồi bỏ nghe. Hai vợ chồng đang trốn nợ ở bển á. Kỳ này về Việt Nam á không? Chắc trốn luôn không dám vợ về bển đâu. Ha. Trời ơi ai mà về chuyện như vậy. Tội nghiệp quá. Thôi tôi đi à nghe. Chú ở đây đi. Thôi tao cũng đi luôn. Ở đây bị nhận người quen à. Trời ơi, giờ ông đi luôn hả? Tao cũng đi á. Mày ở đây mày tính tiền giùm tao nghe. Trời, mày nói ông mở túi mà. Đi cây giấy. Trời ơi, đúng là cái miệng hại cái thân xui dễ sợ. Mệt quá ông ơi. Trời ơi, nắng muốn chết mà. Chụp hình cái gì chụp hoài vậy, nó mệt gần chết luôn. Thôi kìa, có quán kìa. Tụi ông ghé vô coi, làm ly cái khu khổ quá. Thôi đi giùm con đi mấy cha mấy mẹ. Mới sáng chưa mở hàng tới xin cái gì. Đi. Cái gì vậy? Không á. Gì vậy? Xin đâu. Ông biểu mày ngồi xuống ông nói chuyện kìa. Không, đang này, ê, biểu mày. Ông chủ quán mày đâu? Chủ quán đâu? Tôi là chủ quán nè. Mày chủ quán này hả? Mặt giống cô hồn ghê không? Trời ơi, giống con gà sước không? Trời. Kêu chủ quán này ra đây mà mày không mày nếu mày chủ quán á mày có gì uống không? Có chứ. Để bà uống gì để tôi kêu cho bà. Cho tôi một trái dừa tươi đi. Có không? Có. Có. Dạ cho vợ tôi một trái dừa tươi còn tôi một ly cam giác. Ông bà cảm phiền cho xin tiền trước đi. Tiền cao là cháu múc. Ủa sao kỳ vậy? Cái kỳ á. Trời đất ơi đem ra tôi uống rồi tôi mới trả chứ chưa uống rồi đỡ tiền gì kia cục vậy? Xin ông bà thông cảm nghe. Đưa tiền trước cho chắc ăn. Nhìn hai cái tướng ông bà cho tôi thấy thê thảm quá vậy. Khi dễ. Nè ăn nói vô duyên quá nghe. Tôi thấy te tua quá vậy. Te tua là sao? Thôi bà. Cho tôi can bà đi. Nè tiền nè được chưa? Đủ chưa? Được. Vậy là tốt. Để uống rồi cái nói tới nó lui mắt công lắm. Chờ tôi chút nghe. Tôi vô làm đem ra liền. Trời đất thánh thần thiên địa ơi. Trên đời trời đất à. Tôi đi khắp năm châu bốn bể mới thấy có chỗ này kỳ cục vậy đó ông. Thôi chủ bà ơi. Chủ quán gì thấy cái mặt không là mất cảm tình thấy phát ghét. Tôi nói bà bỏ đi mà bà cứ nói hoài. Bỏ cái gì? Thôi đây nước cam nước dừa đây. Trời sao chua lét vậy trời. Chắc không biết có bỏ đường không. Cho miếng đường nữa được không? Có tính lắm mà. Có tính tiền ha thêm không? Thôi uống lẹ đi ông ơi. Uống lẹ đi. Rồi đi. Trời tôi bực quá đi. Nóng nực quá rồi bực quá đâu. Từ. Để thủng thỉnh rồi tôi uống dồn dập nó sao. Uống lẹ rồi đi. Làm gì bà gấp dữ vậy? Uống lẹ đi. Ngồi đây hồi khách người ta không dám vô. Tội tôi lắm á. Chị gì? Nói vậy làm sao? Nè. Nãy giờ tôi nhịn lắm mà nghe. Trời ơi khách vô uống nước đòi tiền trước rồi còn xua đuổi như đủ tà đủ ma vậy phải không? Thôi ông ơi uống đại rồi đi. Ông ở đây một hồi đó hả tôi nổi nóng lên hả? Tôi bột thằng này một cái là chắc có lẽ cái mỏ nó máu không quá. Thì chưa từng thấy chủ quán nào mà như chủ quán này á. Giá cho tôi bán ế lỗ vốn chết mồ tổ nó luôn. Thì thấy không chắc que biết rồi. Kệ tôi. Ê đừng gần vợ tao mày. Nhìn là biết rồi. Nghe đồn đúng lắm mà. Thôi đi giùm đi ông bà già. Ê. Đồ cà chớn. Đồn cái gì mình? Mà gì mày nói với cái câu đó gì mà tao không hiểu mày hả? Đồn sao mày? Đồn gì? Đồn sao? Tao chắc ở tù quá. Thôi. Chắc ở tù ở tù với thằng này quá tự nhiên tôi gồng để con chuột lên đập này quá. Trời đất tôi đá. Trời ơi. Tao đá một cái mày dập liền đó. Thôi đi. Thôi. Bực bội quá. Trời ơi. Chủ quán giống cô hồn cắt đạt gì đâu á. Chủ gì giống ăn cướp quá. Vậy mà cũng đòi làm đồ ngoại. Giờ sao chỗ này lạ quá ông ha. Nhà cất đông đúc quá ha. Tùm lum hết trơn á trời. Không biết đường đâu nữa trơn á. Đã. Tới rồi đó, đó. Đâu? Đó nhà anh Bảy. Anh đó đó vậy nè. Chắc không đó. Trời ơi. Ông có hỏi kỹ không? Có chừng lộn nhà người ta đó nghe. Tôi hỏi thăm người ta chỉ ở đây nè. Để tôi kêu nghe bà. Kêu coi. Có ai ở nhà không? Có ai không? Ai đó? Có chuyện gì?
Tôi nè, Tư nè. Chết cha, anh Tư đến. Ai đó? Không có chủ ở nhà. Chủ nhà đi vắng đâu. Ủa, chủ nhà đi vắng mà tiếng của ai vọng vọng ra? Không lẽ chó sủa mà nghe như tiếng người ha? Thôi thôi bà, tôi nói bà nghe vô đại bà. Tự vô đại sao được? Sao vậy? Biết chắc phải nhà anh ta không vô. Ủa, ý, ông ơi ông. Ai ông ơi, ai có ai nằm ha? Ai nằm đắp mền rên nghe thấy ghê quá. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Anh ơi, anh bệnh gì mà anh rên nghe ghê quá vậy anh? Bệnh nhẹ lắm. Bệnh gì? Sốt rét. Sốt rét hả? À, tiếng này nghe hơi quen quen. À, anh có phải là anh Bãi Loa Xa đâu? Hỏi cái gì nữa, dở mệnh ra coi. Ủa? Anh chị Tư đó hả? Anh bị bệnh gì vậy anh Bãi? Anh Tư đó hả? Ừ. Anh đi đâu vậy? Đi thăm anh chứ đi đâu? Thì đi thăm ông chứ đi đâu? Vậy mà nói không có nhà. Bộ anh muốn tránh tôi phải không? Bệnh gì anh nói tôi nghe thử coi. Bệnh nhẹ lắm anh ơi. Bệnh gì? Bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét. Bà đừng đứng gần bà. Có lây không ông? Lây à? Lây hả? Ờ. Để tôi đứng xa ra chút coi. Ờ. Trời ơi, sốt rét nó nguy hiểm lắm. Để lâu ngày kể như là chầu trời đó. À, anh Bãi ơi, sao anh không chịu trị cho nó dứt cái căn luôn đi anh Bãi? Nghèo quá làm gì có tiền mua thuốc uống anh ơi. Trời ơi, nghèo. Nghèo mà có đầu máy tivi nữa. Này của ai ạ? À? Cái này của người ta gửi, không phải của tôi đâu. Vậy à? Còn cái dàn máy karaoke đây là của ai? Của người ta gửi luôn anh ơi. Vậy à? Tôi nghèo lắm làm gì có tiền mà mua nổi. Chắc anh cũng người ta gửi đó không? Còn cái chiếc xe này của ai hả? Của người ta luôn. Còn cái tủ lạnh với cái máy giặt này của ai anh Bãi? Cũng của người ta luôn. Vậy là nhà anh là nhà ký gửi mua bán đâu phải không? Đâu phải. Dạ. Đâu phải nhà tôi. Nhà này tôi ở đâu? Vài bữa người ta đuổi tôi đi rồi. Trời ơi. Tội nghiệp không? Vậy chứ cái gì mà nè. Anh cũng nói là của người ta gửi. Không lẽ chỉ có bộ đồ anh mặc dính da là không phải người ta gửi thôi hả? Luôn cả cái hàm răng giả anh cũng không phải người ta gửi phải không? Bởi vậy tôi nghèo lắm anh Tư ơi. Vậy hả? Có vậy mà anh chị đỡ hơn tôi nhiều á. Sợ mượn tiền. Tôi không có giúp đỡ ai được đâu. Vậy biết rồi. Thấy lợi là nghi mượn tiền. Nghe anh nói sao tôi tội nghiệp quá. Ông ơi, không mấy mình giúp đỡ cho anh Bãi số tiền chữa bệnh đi ông. Thay kệ như mình làm phước mình đi chùa đi ông ha. Ai cho ai? Ai giúp đỡ ai? Tôi đây nè. Anh đừng có ngại, cứ cầm lấy ha. Anh cầm lấy cái số tiền, mặc dầu nó về cho anh thấy không bao nhiêu đâu ha. Anh cầm để mà trị bệnh đi. Nè, tôi cho đưa anh 100 bạc nè. Khi nào khỏe, thật khỏe, qua nhà tôi cho thêm. Đưa gì dữ vậy ông nội, 50 thôi. 50 ha. Trời 50 ơi. Chắc anh chỉ có mua muối chứ mua thuốc gì. Thuốc cái ninh đâu có nhiêu tiền. Thôi vợ chồng tôi đi nghe anh Bãi. Thôi vợ chồng tôi chúc anh mau lành bệnh nghe anh Bãi. Cảm ơn. Ủa, cái gì cực cục vậy ta? Không lẽ mình nằm mơ? Vậy là thằng ba đĩa này nó xạo, nó gạt mình mà. Kỳ này gặp mày á, biết tại tao nghe ba đĩa. Ba đĩa ơi là ba đĩa. Nè nhộn con. Dạ. Nghe má dặn nè, vô nhà con phải khoanh tay lễ phép, ăn nói phải dạ thưa đàng hoàng nghe con. Dạ con nhớ rồi. Thôi mình vô đi má. Khoan đã. Nè, con coi quần áo của má có nhăn lắm không con? Dạ để con coi coi. Đây. Không có nhăn má ơi. Áo dài của má hả? Đẹp mà, sang nữa. Vậy hả? Ê má ơi, còn con. Má nhìn thấy con được chưa vậy má? Đâu để má coi ra. Cúi đầu xuống, cúi cái đầu xuống. Dạ dạ. Để má sửa lại cái khăn đóng cho nó ngay ngắn cái đã. Đó. Dạ được rồi hả má. Đó, ăn mặc như vậy đó, không sợ bên đàn gái người ta bắt lỗi biết không? Dạ. Thôi mình vô đi con.
Má ơi má, sao con hồi hộp quá má, con dung quá trời dung à má ơi. Không ấy má vô trước đi, con vô sao nè. Thôi được rồi, để má vô trước cho. Sắp có vợ mà tính tình như con nít vậy hả? Đi vô con. Dạ. Bà nó đâu rồi? Ông Mừng đâu rồi? Trời ơi, đàn trai người ta tới rồi kìa. Hai đồ chuẩn bị ra tiếp khách nghe không? Lấy đồ cho tôi lẹ lên coi. Trời ơi. Nghe rồi. Cái gì mà kêu dữ vậy kìa? Ủa, sao mà nhà không có ai hết vậy kìa? Má ơi, chắc là hai bác ở phía sau á má. Nè, bây giờ con ngồi xuống đây đi nha. Dạ. Rồi con để cặp rượu cặp trà ở đây đi. Đó. Trời ơi, bữa nay nhà hai bác nha, trang trí đẹp quá trời luôn á má ha. Nè, nghe mấy dặn nè. Dạ. Lát nữa hai bác ra đó, con nhớ đứng lên nghe chưa? Dạ. Rồi khi nào á cho phép con ngồi á mới được ngồi biết không? Dạ biết. Ý má ơi, hai bác ra kìa má. Đâu? Dạ xin phép chào anh. Dạ chào. Nhổn ơi, vậy là mày dẫn tao vô lộn nhà rồi. Trời ơi, cái gì nhảy cà tưng nè, đâu có lộn đâu. Đúng rồi, đúng nhà này rồi. Dạ ngồi đi chị. Mừng à, Mừng à, rót nước đi con. Nhộn ơi, tao nói lộn nhà rồi, mày nghe chưa? Nhà này ấy, giống mấy người ban nhạc quá. Trời ơi, mày nhìn coi kìa, ăn mặc gì mà ghê quá, đâu phải là anh ba vui. Vui mà. Đây nè, tôi ba vui mà. Còn tôi là vợ ba vui nè. Chị không nhớ tôi sao? Nè. Ê trời, ai vậy trời? Ủa, Mừng đó hả em? Dạ, mời bác và anh uống nước. Ê trời ơi, bữa nay gia đình em sao đổi khác hết vậy? Ê trời, sao tự nhiên em xỏ lỗ tai lỗ mũi tùm lum vậy? Chết anh rồi em ơi. Nhộn, đi về, tao nói đi về là đi về. Dạ, xin lỗi anh chị. Dạ, tôi không xứng đáng làm xui gia đình này. Dạ, xin phép mẹ con tôi được về. Về mau nhộn ơi, đi về. Dạ, khoan, má, cậu làm gì dữ vậy má? Trời ơi, tao biểu đi về là đi về. Ở đây một lát nữa, tao đứt tim, tao chết. Đừng đâu. Tự nhiên rồi về à. Chị đâu còn có đó mà. Chị xui, chị dẫn như vậy là làm khổ đời hai đứa nó. Để tôi phân trần rồi chị thông cảm thôi à, hay không? Bớt nóng đi chị xui. Ông, nói lẹ lên đi. Giải thích cho chị biết đi ông. Nói đi. Hoài. Chị cũng nên nghe tôi giải thích cho nó rõ ràng. Vì hôm nay là ngày vui mà, phải không chị xui? Không dám đâu, không dám vui đâu. Vui cái nỗi gì? Thiệt là tôi đã lầm mà. Trời ơi, ai coi ăn mặc cái gì đâu mà lộ liễu trăng trợn quá. Coi nó chương con mắt cái gì ở đâu quá. Trời ơi, Nhộn ơi, mày làm ơn mày đi dạy máu giùm tao đây. Hãy đứng im nơi đó, đừng vội vẫn mà đi. Nước trong ly đã tràn, sao không cho lại đây. Kể như tình xui gia, ta động liệu từ đây. Tình ta thôi rồi ớt mong tương phùng, từ đây cách biệt chia lìa đớn đau buồn cùng. Người ơi từ đây thôi hết ta hẹn kiếp sau. Ôi ơi trời cao quá không sao ông bài chi. Không cho đầu vì đâu tình chia hai ngã, ôm mối hận lòng kiếp sau ta hẹn gần nhau. Ngày tân hôn vui tình duyên vết mối tơ rời, mừng ngày đám cưới rước dâu bằng xuồng ba lá. Xin chúc nàng dâu hiền diệu, đôi vợ chồng tình thắm dữ dội. Má, trời ơi, má của con làm sao vậy ba? Trời ơi, chắc bà bị chạm dây mát quá. Trời ơi. Chị gì? Chị kêu tôi dữ vậy? Trong mình chị có làm sao không?
không tự nhiên ấy, rồi nhảy nhó ca hát búa xua vậy. Trời ơi, có làm sao đâu. À, để tôi xóa cái ta cái bầu không khí u ám buồn bã để nối nhịp cầu duyên cho hai trẻ chứ có gì đâu. Vậy nối nhịp cầu duyên cho hai trẻ hả? Ai bằng lòng người nào mà nối nhịp cầu duyên. Bây giờ tôi đã dứt khoát rồi, kể từ đây trở đi tôi không muốn con trai của tôi và con gái của chị liên quan hò hẹn với nhau nữa, nghe chưa? Cắt đứt mối quan hệ kể từ đây. Còn mày, dạ. Nhóm, mày có chịu vậy hả cao mày? Má định giết con cơ má. Má suy nghĩ lại đi má. Suy nghĩ hả? Ba xin lỗi bác đi ba. Trời ơi, bây giờ có mong tao lại bà nữa thôi. Nói nãy giờ bà không chịu, bà biết làm sao vậy? Chị xui, trời ơi có gì đâu, đừng có về mà chị xui. Không, trời làm hết không có gì xui gì hết trơn, trời đội á. Cái gì kỳ vậy? Tôi nói đi về là về à. Còn mày, mày chịu về chưa? Đi về, đi về, đi về. Mà anh Dũng ơi, anh Dũng. Ồ, cái gì, cái gì mà con khóc dữ vậy con? Chuyện gì vậy anh ba, chị ba? Quần áo nè. Tại gia đình tôi lỡ mặc quần áo mới của anh cho nè. Làm cái chị xui với bên đàn trai người ta đánh giá kia dễ quyết định từ hôn. Trời. Không có chịu cưới không mừng nữa. Ôi nhưng mà ai dè xui xẻo dữ đâu như anh Tư. Bác Tư, bác Tư, bác Tư có cách nào giúp con không à bác Tư? Ôi tưởng chuyện gì dữ dội. Bây giờ tất cả để đó tôi lo hết cho. Thấy không? Nè con à, con đừng có buồn nữa. Bây giờ tôi phải qua bển giải quyết. Tôi đi à. Tất cả cứ yên tâm. Dạ, yeah, mọi sự trông cậy vào anh Tư. Nhớ giúp cho mọi chuyện em xui nha anh Tư. Cảm ơn anh Tư nhiều lắm nha anh Tư. Được, ơn nghĩa gì. Thôi, mấy người cứ việc ở nhà đợi tin. Dạ yeah. Tư này không ra tay thì thôi. Dạ yeah. Mà ra tay nhất định phải thòng canh. Bảo quên thành công. Dạ yeah. Yeah. Nhớ nghe không? Yeah. Chờ tôi nghe không? Dạ yeah. Má, nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của người. Má ơi. Trời ơi trời. Trời ơi cái thằng này nó làm sao giống lưng sơn bá quá. Nhộn. Dạ. Dằn cơn ho lại con. Rồi dậy đi ăn cơm. Không, con không ăn gì hết á. Con nhịn đói tới chết luôn. Không lẽ rồi con chết con bỏ má sao con? Vậy chứ ai biểu má không cưới vợ cho con chi? Thì để từ từ. Từ từ rồi má kiếm mối khác má cưới cho con. Lo gì? Gái miệt này á, nhiều đứa đẹp nè, tính tình nó na đầm thắm còn hơn ông nhỏ đi. Ông con không chịu, con không chịu đâu. Con không chịu ai hết á. Con chỉ yêu một mình em Mừng thôi à. Mừng, mừng mừng, mừng cái con khỉ. Tao hỏi mày nè. Dạ. Nguyên cả một cái gia đình sống cái đầu óc tối ngày cứ bị ảnh hưởng Tây Phương. Cho con biết, mình là người Việt Nam, sống làm sao cho xứng đáng với truyền thống ông cha từ ngàn xưa để lại. Nói thiệt với mày, cưới dâu hay làm xui với cái hạng người đó, có chết tao cũng không thay đổi, đừng hòng. Má nói thiệt hả má? Vậy là người ta sáng tác cái bài hát này trật lất rồi, không có đúng chút nào á. Vậy mà ai cũng nói là bài hát hay có ý nghĩa. Bài hát gì? Đâu con ca cho má nghe coi. Má nghe nè. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Đúng. Rạc rào. Phải. Lòng mẹ tha thiết như ngọn gió lùa. Dạt dào. Êm đềm, êm đềm. Lời ru em mãi như ngọn gió chiều. Rì rào. Quá má. Tiếng ru em đêm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Đó, mày thấy chưa? Lòng mẹ là vĩ đại như thế đó. Lòng mẹ người ta vĩ đại vậy á, còn lòng của má á thì khác xa hàng trăm cây số luôn á. Nhưng mà tao nói mày nghe, thương con thì thương chứ sao lại không. Nhưng mà chiều con một cách vô lý là không thể nào chiều được. Má ơi má, con với Mừng thương nhau đâu có điều gì vô lý đâu má. Có chứ sao không, khác xa lắm con. Kẻ tân người cổ, làm sao mà hợp cho được. Vậy là má nhất định rồi phải không? Lời má nói ra như đinh đóng vào cột. Còn con, bây giờ không nghe lời má phải không?
Nè, không nghe lời má sau này thì đừng có trách là má không có nói trước nha. Nghe má. Ai à? Ai tặng hắn dữ vậy? Dạ. Dạ, kính thưa chị Chính. Ai đây? Nó đó. Hôm nay về nước đến đây để thăm chị Chính, làm ơn tha thứ để cho con cháu bớt khổ sầu. Từ đầu ông đến chỉ vô đây ăn cơm hết, chuyện tôi biết ông hay nên đi về đi thôi. Chớ có tranh mưng kiêu ca, chớ có khoe khoang bà qua, chớ có thật lao kiêu căng chứ không hiểu mồm. Cái gì kỳ vậy? Khi khổng thì không, cái vô nhà tôi rồi rủa tôi chết không yên mồ là sao? Ê, muốn kiếm chuyện phải không? Nói đi. À, chị đừng có nóng. Ý tôi là như vậy, nếu mà chị không tác hợp cho thằng Nhộn với con Mừng nó nên duyên chồng vợ á, nói thiệt với chị là tôi cắn lưỡi tôi tự tử ở đó. Không, nó cắn chứ không phải tôi. Cảm ơn mấy người, con tôi lo được mà, không mượn mấy người lo. Bây giờ yêu cầu mấy người về. Trời ơi, đuổi nữa. Tôi nói chị nghe, một lần nữa tôi khuyên chị đừng có nóng. Lỗi là do tôi gây ra tất cả. Tại vì anh chị Ba Vui và con Mừng đâu có biết quần áo đó để mặc đi chơi, hay là để cho tụi trẻ nó mặc cho nó mừng. Anh chị thấy đồ mới lấy mặc đại, đâu có biết, bởi vậy cho nên... Thôi, đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ anh có nói gì đi nữa cũng hoài công thôi. Tôi đã quyết định rồi. Nhưng má à, vậy con xin má hãy nghĩ tình Bắc Tư mà bỏ qua hết đi má. Tao nói không là không mày. Đừng có năn nỉ ý ôi gì hết trơn hết trọi á. Còn anh, bây giờ tôi yêu cầu anh đi về. Đuổi nữa hả? Nãy giờ chị giận không? Giờ tới tôi giận nè. Chị thấy mặt tôi giận xanh lè thấy không? Chơi nhạc êm dịu không nghe, đòi chơi nhạc rock phải không? Ê, hâm dọa hả? Tính hâm dọa tôi đó hả? Nè, cho biết nha, con này chưa sợ ai đâu nha. Đây là lần cuối cùng để tôi nói cho chị nghe câu này. Ví dụ người xưa có câu: quả hổ quả bì, nan quả cốt, tri nhân tri diện, bất tri tâm. Tiếng Anh có nghĩa là... Thôi để tôi nói tiếng Việt dễ hơn. Vẽ cọp vẽ diều, chứ ai mà vẽ được xương của nó. Còn tri nhân tri diện có nghĩa là nhìn người nhìn mặt chứ có ai dễ nhìn được ở trong lòng. Tuy anh Ba Vui và chị Ba Vui và con Mừng có ăn mặc lô lăng như vậy, nhưng mà tấm lòng của họ đâu có lô lăng. Vì thế cho nên hai bên mới hợp tác với nhau để kết nghĩa xu gia. Chẳng lẽ vì mấy bộ quần áo của tụi nó mà làm cho mất đi tình nghĩa, mà còn làm gian dở mối tình đầu của hai trẻ. Đó, chị thấy như vậy không quá đáng lắm sao chị? Chị xui. Nè, nói xong chưa? Xong rồi. Xong rồi đứng đây làm gì nữa? Lui thuyền. Thuyền đâu lui? Kìa má, trời ơi, con thật không ngờ má nhẫn tâm quá. Mày nín đi, để cho tao xử. Nói nãy giờ khô cổ họng mà không ép phê gì thì sao? Hả? Tao sẽ... Sẽ làm gì tôi? Hả? Dám không? Xí! Bộ tưởng ở nước ngoài về là tôi ngán hả? Còn lâu à, bây giờ tôi hỏi lần cuối à, về không? Tôi không về, chị làm gì tôi? Bây giờ đến cái lúc nói càng nói bước rồi đó. Thích thì chịu hết, vô tư. À, được rồi à. Tôi lấy chỗ trà tôi quét ra đường thứ còn vô tư không ai biết nha. Tôi không ra là chị làm gì tôi? Tôi đánh anh. Tôi đánh anh luôn nè. À, tôi đánh lại. Tôi không nhịn chị đâu à. À, thì ra anh là đồ vũ phu, còn chị là đồ vũ nữ. Nói mày dám làm không? Dám làm không? Dám. Thử coi. Thử một cái là biết đá biết vàng liền. Nói chơi với chị vậy chứ ai mà nỡ đánh lộn với chị, chi cho nó mất công. Tôi để người khác cùng phái xử với chị. Ai đâu? Từ kêu ra. Từ rồi chị sẽ biết. Vô đây please. Trời ơi, người hành tinh nào tới đây? Không. Xin giới thiệu với chị, đây là Mai TV, em của Mai Tyson TV. Ok. Đây, lại đây đi.
dùng nước cho tivi ha. Ok, ok. Sao, chuẩn bị tinh thần đi, dám đấu không? Ôi, nhầm nhờ gì ba cái chuyện lẻ tẻ đó. Nhộn, dạ. Vô lấy đồ nghề cho ba. Làm nóng ha má, làm nóng ha. Nó nó dữ luôn. Ê má ơi, má má, nếu đánh thắng thì sao, rồi còn thua thì sao má? Ai thắng thì có quyền quyết định chuyện hôn nhân của thằng Nhộn với con Mừng. Nhưng không phải đánh quyền anh mà thi cây. Thi cây? Thiệt không? Trời, tivi là vợ anh hả? Còn phải hỏi. Nè, Việt Kiều mà cấy nổi không? Chưa thi tài, chưa biết ai cao thấp. Nhất cùng ký xuất tư mã năng kỳ. Vậy thì chơi luôn. Mời chị. Mời. Chà, đất nước mình bây giờ mở mang xây dựng công trình quy mô hiện đại quá. Nước ngoài đổ xô vô đầu tư phát triển, vì thế nên càng ngày nền kinh tế luôn luôn phát triển. À, còn con? Ủa, dạ, con hả ba? À, dạ, vẫn làm ăn bình thường. Còn nhái? Dạ, cũng vậy ba. Tụi con làm ăn ra sao, nói cho ba nghe coi. Dạ ba yên tâm đi, tụi con làm ăn thì dư ăn dư xài. Được à. Con thì làm ruộng, còn vợ con thì buôn bán. Mua bán? Dạ. Sống đỡ không con ha? Dạ con thấy hình như cũng đủ trang trải qua ngày ba. Thôi thôi, mày đừng có giấu tao nữa. Con của mày thằng két nó nói cho tao biết hết rồi. Dạ, nói sao hả ba? Nói vợ chồng mày làm ăn như vậy biết bao giờ mà có dư, thấy không? Con mày là cháu của tao. Dạ. Tao sợ sau này nó sẽ khổ tội cho nó lắm. Thì con cũng biết như vậy, nhưng mà vợ chồng con biết phải làm sao đây ba? Hay là con có ý kiến này? Ý kiến gì? Ba giúp đỡ cho vợ chồng con số vốn làm ăn được không? Ấy dạ. Mày nói câu đó ra tao đổ mồ hôi đó. Nhưng mà con tao tao giúp chứ. Dạ. Tao về chuyến này ý định đó là tránh đó ha. Dạ. Chỉ có ý định đó thôi à. Dạ. Con tao mà tao không thương còn thương ai nữa. Chứ còn gì nữa. Thôi để tao suy nghĩ tao còn bao nhiêu tiền. Trời ơi, tính lẹ đi ba. Thôi mày kêu nhé lên đi. Dạ dạ. Lên đây tao biểu coi. Dạ dạ dạ. Em nhái ơi. Dạ ơi. Lên ba biểu. Dạ. Dạ tao giật mình. Dạ dạ thưa ba, kêu con có chuyện gì vậy ba? Có chứ, có chuyện mới kêu con lên đây chứ. Dạ. Bây giờ hai con xích đao. Ủa đa... là sao? Xích đao là sao? Thế tiếng Mỹ. Trời ơi, ba nói ngồi cái gì? ngồi xuống. Tao nói một tiếng đó thôi à. Nè, hai vợ chồng con ngồi xuống đây để nghe ba nói nè. Dạ. Quan trọng nha, nhìn ba nha. Dạ. Làm cha làm mẹ thấy con mình nó khổ làm sao mà ba chịu được. Dạ. Em ơi, kỳ này vô ngập rồi. Em gài mà. Vì vậy cho nên ba mong con được vui sống thanh nhàn, nên ba má giúp cho con làm ăn. Vừa nghe ba nói con mừng vui, được ba thương giúp con đủ đầy, con hứa là con không phụ ơn ba. Chưa đưa tiền đâu, gian ra mày. Mới nói cái sáp vô à. Dạ, mừng quá. Bây giờ hai đứa muốn làm ăn cách nào nói tao nghe đi, tao mới móc tiền. Dạ, nếu là được ba giúp vốn cho tụi con á, thì tụi con sẽ đầu tư vào quán giải khát ba. Dạ, và ăn uống nữa, ba thấy sao hả ba? Quán giải khát. Dạ. Ăn uống. Mà mấy cái quán đó có gái đẹp đó phải không? Dạ không có đâu ba ơi. Tưởng có tao tới. Chi ba? Tới tao dẹp chứ chi. Tao ơi, ba làm hết hồn. Chưa mở ba nói xui. À, vậy thì cũng được. Dạ. Nói thì phải giữ lời. Dạ đúng vậy. Làm cho hết vốn là tao không có giúp nữa nghe. Dạ. Bây giờ để con đi thuê mặt bằng nha ba. Còn em nè, chuẩn bị bắt tay vào việc đi.
để không phụ lòng ba giúp đỡ. Dạ dạ, anh đi đi, lẹ lẹ nghe anh đi đi, nghe anh em lo đây được rồi. Dạ, rồi anh đi trước. Dạ, con chào ba, con đi nha ba. À, tất cả. Ủa, Cường, Cường. Dạ. Trời ơi, thằng Cường đi đâu mà có vẻ hối hả quá vậy anh Tư? À, nó sở dĩ nó hối hả là nó lo cái chuyện làm ăn đó anh ba. À, anh qua đây tôi có cái chuyện gì vậy anh ba? À, qua đây rủ anh đi xem cúng đình. À. Mấy ngày nay bà con tấp nập ca hát hội hè vui dữ lắm á. Đi anh. Ờ, tôi lâu rồi không có dịp. Bởi vì cái cúng đình này nó khó, lâu lâu mới có một lần mà. Đúng đúng rồi. Bây giờ phải đi liền héo ơi. Đi liền, ba. Đi liền chứ sao? Đi đi. Thôi ba, để tôi có chuyện nhà một chút. Ờ ờ. Nhái à? Nhái! Nè, má con có thức dậy á, nói ba đi với anh ba vui nghe không? Dạ. Ừ, chút ba về nghe không? Dạ. Nhớ nghe con. Dạ. Thôi mình đi anh ba. Đi đi. Đi. Dạ, kính thưa bà con cô bác, kính thưa các anh, các chị, các cô, các cậu, các cháu. Dạ, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được phép giới thiệu một gương mặt đã một thời vắng bóng ở quê hương mình. Nay có dịp trở về với cầu tre bến nước, nơi chôn nhau các rúng mà hầu hết người dân nào sống tha hương cũng đều phải ngậm ngùi bồi hồi nhớ mãi. Dạ, tôi xin được phép giới thiệu, đó là anh Tư. Xin mời anh Tư. Dạ, kính thưa bà con cô bác, nhân dịp trở lại quê hương, tôi thật bồi hồi khi đứng trước mặt bà con của mình. Thật tôi không ngờ tôi có mặt trong cái dịp cung đình hôm nay. Thật là một niềm dạt dào cảm xúc. Chắc bà con ai cũng biết, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa xuân là mùa tình tử băn khoăn, nó gợi lên trong tim những bản tình ca bất tận. Nó khơi dậy lòng người xa xứ như con gió miên man nhắc nhở cho những ai đã từ lâu nhung nhớ đến hình bóng quê nhà. Ủa, cái cảm động của tôi muốn chảy nước mắt. Bình tĩnh anh Tư. Vì thế hôm nay tôi quyết định đem đến cho bà con những nụ cười thoải mái, không buồn nữa. Bây giờ mình làm cho cười. Dạ. Qua bài hát được mang tên Tư ca giọng cổ hay không? Ca giọng cổ đi. Anh Tư. Hả? Bà con yêu cầu anh Tư ca giọng cổ kìa anh Tư. Trời ơi, giọng cổ hả? Dạ, ráng đi anh Tư. Ráng gì? Máy móc rung hư hết rồi. Vui mà anh Tư. Vui à. Dạ, xin đáp lại lòng mến mộ của bà con, Tư tôi xin gửi đến bà con mấy câu giọng cổ. Nhưng nếu có gì sơ sót, mong bà con bỏ qua cho nha. Và sau đây bài hát nói lên tâm sự đời tôi, khi lần đầu tiên tôi và vợ tôi mới lần đầu gặp gỡ. Em hai ơi, em đứng lại đây cho anh có đôi lời tâm sự. Người ta thường nói, hễ đói thì phải ăn, còn khát thì phải uống. Cái nhan sắc của em nó đã làm cho anh thầm muốn, thì dầu cho em là trái cấm anh cũng quyết ăn thử xem có cay đắng ngọt bùi nó ra thế nào. Chứ anh không thể nhìn em như trái chín cây cao rồi ôm bụng đôi để trong chờ. Vì đã từ lâu ai lúc vui mà không nói nên lời. Yêu em nhớ em anh mong từng ngày từng tháng. Yêu em nhớ em anh đây thầm ước tình của chúng ta ngàn kiếp không nhạt phai. Em ơi, cho nên cái gì người ta muốn mà không được thỏa mãn, tôi cứ thèm hoài thèm quỷ vậy đó. Và chờ đợi dù cho mỏi mòn dí như chuyện tình ở trong phim Tây Ta. Thank you, bà con cô bác.
Ai dạ. Gì? Anh Tư. Gì đó? Trời ơi, sao anh ca giọng cổ gì mà có ma tiếng ngoại quốc không vậy trời? Tại lâu ngày bển nói tiếng Anh quen rồi, cho nên tôi bỏ không được anh ba. Nếu có gì anh cho tôi sorry nghe anh ba. Ủa, sorry là gì anh Tư? Nghĩa là xin lỗi đó. Trời ơi, xin lỗi, anh nói đại xin lỗi đi. Anh bài đặt anh nói tiếng Tây tiếng U chi không biết nữa. Anh quên cái câu à, ăn theo thở ở theo thời sao? Về quê mình á, nói tiếng mẹ đẻ cho nó dễ nghe. Anh làm vậy bà con người ta chê trách anh nữa, thấy không? Thôi tôi biết rồi. So hoài à. À, giờ anh hiểu rồi phải không? Hiểu rồi, đừng nói vậy nữa nghe. Ok. Ý quên. À, bỏ cái tật đó nghe. Đồng ý. Nói những tay của tôi ngồi cái tôi quạo à. Mà thấy tôi quạo có khó quề à nghe. Yes. Nè, anh nói trước nha. Hồn ai nấy dữ nha. Anh lúc này anh ca dữ lắm đó nha. Dữ dội lắm hả? Rồi, anh trước. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày hòn, tôi xin dân tình tôi mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng nụ hôn trên bờ môi. Đưa video anh tới anh vô nè. Khi biết chị là mơ nở lòng nức nở. Ai vậy trời ơi, nhỏ nào phá. Rồi, ca sĩ tránh vô. Lại tắt máy giùm anh. Tắt máy. Trời ơi là trời. Rồi, cái gì la mà rồi. Mấy em đi hết trời rồi nè. Em làm cái gì như trái nhà vậy? Trái nhà, còn hơn là trái nhà nữa. Trời ơi. Trời, ngó xuống mà coi nè trời. Trời, mấy con quỷ cái đó sao mở lại đây nghe tao chửi mà bỏ đi chi sớm dữ vậy hả? Mày không à? Tối ngày á ca hát hoài à, nghe chói cái lỗ tai quá đi. Ông á nha, ông á. Tôi sao? Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, ông vẫn chứng nào tật nấy lần sau. Nói gì đó? Trời ơi, không lo làm ăn tối ngày ca hát hoài. Ca với mấy con quỷ đó đó, nhỏ chiêu chiêu à. Mà bài đặt đi làm tiếp viên. Trời ơi, có ngày hát hoài tụi nó tán gia bại sản hết. Bà nói bà không có nghĩ hậu quả gì trơn á. Hậu quả tôi gì? Ham lắm mà, tôi ham hát lắm sao? Cái gì đó? Mở cái quán này ra chắc tôi ham lắm mà. Ông ham gì ai ham? Nó ca không có chuyên nghiệp, cho nên tôi với chủ quán mình phải ra công sức mình dạy cho mấy em nó ca chuyên nghiệp chứ. Có gì đâu mà em làm gì dữ vậy? Dữ hả? Chuyên nghiệp cái gì nói vậy mà cũng nghe được à? Ông hát còn dở hơn nó nữa. Ôi bài đặt tập. Trời ơi, được rồi. Nếu như mà tôi nói mà anh không nghe thì anh chóng mắt anh coi tôi nè. Có gì? Tôi bỏ nhà tôi đi. Tôi đi luôn đi anh, một mình anh làm gì anh kê anh đi. Tôi đi đây, tôi bắt đầu đi đây. Nhai, đừng làm như vậy. Nghe anh nói nè. Rồi ghen nữa rồi hả? Cái đỏ hồn ơi. Cái gì? Nó làm gì vậy đó hả? Dạ. Thằng này hết sức nói nó mà. Ở đâu mà dẫn lên? Dẫn tao đi lẹ lên. Trời ơi, bà làm ghê quá. Con không có biết ở đâu. Con không có biết cái gì nữa hết á. Bà làm sao thì bà làm đi, con chịu hết nổi rồi á. Thôi. Nín đi con. Nín. Trời ơi, chuyện đâu còn có đó mà. Để ba gặp nó, ba cho nó một mắt cho nó tẩn. Đi con, đi liền. Ba nghĩ coi, mở karaoke còn mất tiếp viên gì nữa. Làm sao mà làm ăn được. Đi lẹ lên nghe tao. Trời, tao nóng quá rồi. Đi mau. Thằng này ha, mày chết với tao. Mày sẽ chết với tao. Mày sẽ chết với ba tao. Nếu em nói em vẫn chưa yêu là thật ra em đang dối lầm. Còn em nói đã chót yêu anh rồi là hình như em đang dối anh. Rồi một nến mọi nào tác. Tao tác. Ôi trời ơi. Ủa ba vô đây ca. Ba nín này. Tao đập bể tivi bây giờ. Ba sao vậy? Gì mà nói vậy? Ba tới nào không cho hay rồi tắt máy chi vậy? Tới lâu rồi nè. Dạ. Cái quán này tao cho tiền tụi bay mở đó phải không? Chứ còn ai nữa, vốn ba không đó. Ba đừng nói gì nữa hết á, vô đây ngồi mở máy lên ba làm bài đi ba. Làm bài ba. Bậy mày. Thôi mà, quán khai trương mới khai trương mấy hôm mà. Để con lo cho con lo ba từ A đến Z. Mấy em ơi, mấy đứa đâu rồi? Dạ. Đây nè, tiếp ông này cho anh. Đó.
Để đó tôi có tay mà. Thôi mà để nó ịn vô nó lao đi mà. Nè lấy cái khăn ụp vô lao đi. Cảm ơn tôi rót được rồi. Nè, trời ba, ra đây coi, nữ tặc ra đây con quỷ. Ê, tại cái gì đi về. Về gì? Để anh tiếp khách, có người khách ủng hộ. Ba, về ba ơi, ba, sao vậy ba? Thôi con về đó. Đi. Con về đi, để ba thử. Thôi đi, đừng nói nữa, đi. Về phải không? Bây giờ ba cũng đuổi con về phải không? Ừ. Chờ đó rồi biết. Rồi nó đi rồi đó ba. Nè, cắn hột dưa, đút qua anh ăn. Cắn hột dưa đúng không ha? Cũng vui nữa. Dài nữa, không dài. Dễ thương quá à. Nè, anh ca bài gì để em chọn cho nha. Bài gì ba? Được quá, vui quá, giờ vui quá nè. Mà ca giọng cổ được không? Ba muốn ca gì, giọng cổ hả? Giọng cổ, băng giọng cổ chưa mua. Muốn ca giọng cổ, ca khơi khơi à? Ca khơi. Đó hả, cũng được vậy. Ca đi, dạ ca đi. Được không? Làm câu rồi ba. Nghe ổng này nghe mấy đứa. Nè, về ta ca nghe. Ca ba. Tao thì khoái ca bản dê à. Thì kể bài nào miễn có ca là được rồi. Hai em ơi, trời ơi, tại sao tôi quý, tôi trọng, tôi yêu, tôi tôn thờ cái đẹp mà bà con lại nói tôi là... Trời gì quên, làm lại. Trời ơi, làm lại. Trời ơi, tại sao tôi quý, tôi yêu, tôi tôn thờ cái đẹp mà bà con lại gán cho tôi hai cái tiếng về sầu. Vỗ tay đi, ơi. Trời ơi, cưỡng con mày ha, mày chủ mục mày lại mày đừng đánh nó bà ơi. Mày thấy ông làm ăn như vậy là tai hại ghê chưa? Con biết đến đổi tao mà còn lạc tới đây huống chi mà mày, ha không? Thôi con đi con nghe lời ba bỏ, bây giờ làm vụ này đi con. Dạ. Làm ăn cái kiểu này kể như mất hạnh phúc gia đình hết nha. Tính con thử thôi mà nghe. Nói là phải giữ lời đúng nghe chưa? Dạ. Còn mày? Dạ con ơi. Mày về nhà đi. Dạ. Mày về nhà rồi mày sẽ biết tay tao, phải không? Đi về. Dạ con hứa con nha. Mày là con nhái nó nói à. Nếu không thì kể như tiêu tùng rồi. Trời ơi, mở karaoke kiểu này nguy lắm con ơi. Nghe lời ba má đi con. Dạ. Để còn hạnh phúc gia đình. Thôi về bà, thôi rồi bà, tôi xin lỗi bà. Chút xíu nữa tôi cũng như nó rồi. Nhớ nghe con. Dạ. Con xin hứa con không dám tái phạm nữa đâu mà. Mày tái phạm tao giạt mỏ mày luôn à. Đi mày. Dạ đi. Cái nhà này nữa. Dạ đi. Đi. Đi đi. Dạ, dạ đi bà. Nết. Uống đi anh Tư. Nhấp nhấp với cho nó ấm lòng. Thế anh lì một lam rồi tôi làm lì à. Vô. Vô. Anh ba ơi, vậy kỳ này đám cưới tụi nó anh tính cả thải bao nhiêu vàng vậy anh ba? Rồi, tôi bà xã tôi tính cả thải là khoảng hơn 30-40 vàng á. Mỗi vàng hao mết anh ba. Hả? Hao mết. Hao mết là bao nhiêu? Trời, tôi nói tiếng Mỹ. Bao nhiêu người hả? Mỗi vàng bao nhiêu người? Mỗi vàng là 12 người. Tổng cộng khoảng gần 500 người anh Tư. Vậy là gần cả xã này. Làm gì tới? Tôi thấy nhiêu đó cũng được à. Anh nói sao cũng được hả? Ừ. Theo tôi thấy hơi bị nhiều rồi đó. Ừ. Giảm bớt đi bà ơi. Ừ. Thời buổi này tiết kiệm được nhiều bao nhiêu thì hay bao nấy không? Phung phí quá nó không nên đâu. Ý anh là cũng tốt. Thôi giờ vậy đi. Tôi giao cho anh quyết định đó hả? Nói không phải nói chứ. Ừ. Anh mà để tôi quyết định thức ăn là quan khách chịu liền. Vậy sao? Chứ sao? À, vậy món đầu tiên anh cho ăn món gì nè? Để tôi suy nghĩ trong đầu óc. Nghĩ coi. Để coi. Món gì? Món đầu tiên là súp. Đúng, súp là đúng rồi. Tao gì? Suy nghĩ thêm món đặc biệt nữa coi. Đó. Để coi. Gì? Món... gì?
tráng miệng. Hết. Trời, hai món hả? Hai món. Tiết kiệm vừa vừa thôi. Anh làm vậy coi sao được anh Tư? Tôi nói anh Ba nghe. Thay vì mình tổ chức rình rang tốn kém, thì mình phải giữ lại cái phần đó để cho hai đứa nó làm vốn mà làm ăn đúng hơn. Chứ theo tôi thấy có nhiều cặp đám cưới rình rang cho đã rồi tới chừng xong xuôi mắc nợ, đâm ra gây gỗ xích mích, mất hạnh phúc cũng như không nha. Tụi nó có đúng không anh Ba? Thì nói đi nói lại anh cũng tốt, thương hai đứa tụi nó, lo tụi nó là thôi ha. Kỳ này anh yên tâm đi, tôi sẽ nghe theo anh, tổ chức đám cưới mời hai họ ngồi hết thảy là hai bàn thôi. Chỉ hả? Có cái gì? Trời đất ơi, ông nói vậy mà ông nói chơi hay là ông nói thiệt vậy? Hả? Anh nói chơi á chị ơi. Ai nói với bà tôi nói chơi? Tất cả cũng vì hai đứa nó, thấy không? Tôi sẽ tặng cho hai đứa nó một số vốn để làm ăn, đúng không anh Ba? Đúng rồi. Cảm ơn lòng tốt của anh Tư, chị Tư. Ông Mừng, ông Mừng đâu rồi? Dạ. Ra đây biểu ơi con. Dạ, ba kêu con. Nãy giờ con ở sao, con có nghe ba với bác Tư nói gì không? Dạ có, con nghe hết rồi. Đó mới là cách tốt nhất đó ba à. Con không có thích rườm rà đâu, miễn sao hai đứa hạnh phúc là tốt lắm rồi. Ủa, còn có đứa nào nó lấp ló ngoài kia vậy? Dạ, anh Nhộn nó bất tư. Nhộn vào đây con. Chà, ngày mai đám cưới mà còn qua đây chi vậy chú rể? Dạ, tại vì lòng con bồn chồn nao nức quá, con chịu không nổi, cho nên con lén qua thăm em Mừng. Và vô tình con đã nghe lời bác Tư nói thiệt là chí lý á, con cũng như em Mừng và tán thành ý kiến của bác Tư luôn á. Chà, cái thằng khôn ghê à ha, gió bề nào là nó che bề đó liền hà. Bởi vậy ta nói đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn mà, phải không các con? Dạ con chào hai bác, bác ba, chào ba má, vợ chồng dạ trưởng. Chào anh chị. Dạ chào thôi được rồi cha, hôm nay coi cũng đủ mặt quá, đồng quá. Vậy sẵn đây đại gia đình chúng ta cùng ăn một bữa cơm thấm thiết, được không ơi anh ba? Đồng ý. Đây bây giờ bây mời lên nha. Ủa, con gà đâu rồi? Con gà đây nè. Tự nhiên xuất hiện ông gà đâu đó? Tính đi chặt chi đâu. Thôi không dám đâu, để gà lại đó đi. Giỡn chơi thôi chứ em đâu có dám hỗn hào như vậy. Đây tả con gà lại chỗ cũ đây. Tưởng anh gan mà anh ẩm gà này đi chứ. Qua đây chị đây. Dạ, qua đây là để chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, trẻ mãi không già, tình cảm đậm đà, tiền bạc đầy nhà, nguyên gia đình cười hà hà. Thôi, trời ơi. Thôi chúc hoài à. Chúc vậy là hay rồi, được rồi, nghe cũng khoái quá rồi. Dạ cảm ơn. Bây giờ tất cả đứng ngay ngắn, tôi chụp mô hình làm kỷ niệm. Dạ được, khoái quá. Kỷ niệm à. Nào chuẩn bị, tất cả cùng cười lên.